ấy lại không dám tiến đến thừa nhận, bởi vì người xấu xí như cô ấy biết được, bản thân mình không xứng với người như anh ấy. Chưa kể hiện giờ cô ấy còn đang làm người giúp việc ở nhà tổng tài, nhưng nữ chính không biết trong khoảng thời gian người chồng mất tích vẫn luôn nhớ đến cô ấy. Hóa ra một năm trước, nữ chính bị gia đình ép phải gả cho một ông già 80 tuổi. Bọn họ còn nói nếu như cô ấy không đồng ý, thì sẽ cắt đứt chi phí điều trị của bà nội. Nữ chính nghe xong muốn từ chối thỉnh cầu, nhưng nghĩ đến bà nội đang bệnh nặng cô ấy chỉ còn cách chấp nhận. Nhưng cô ấy không ngờ người chồng mình sẽ lấy thực ra lại là một anh đẹp trai. Chồng chưa cưới muốn dùng cách này để tìm kiếm một người vợ thiện lương. Khi nữ chính đi đăng ký kết hôn cùng anh ấy, tổng tài vẫn không để lộ ra mặt thật của mình. Sau đó anh ấy đã ra nước ngoài lập nghiệp, bởi vì anh ta muốn thử nghiệm xem vợ có thể thừa kế gia tài mấy ngàn tỷ không. Chớp mắt một năm đã qua, vì để gom góp tiền đóng viện phí cho bà nội, nữ chính đã làm người giúp việc cho một gia đình giàu có. Vì để che đi những nốt tàn nhang trên khuôn mặt nên nữ chính đã đeo một cặp kính to bự. May mắn gia đình này không ghét bỏ người xấu, thế là cô ấy đã được nhận vào làm. Nhưng cô ấy không biết chủ nhân của gia đình này lại chính là chồng mình. Không lâu sau đấy tổng tài về nước, tất cả mọi người trong nhà đều xếp hàng đón tiếp. Kính chào Phó Tổng. Khi nữ chính nhìn thấy tổng tài, trong lòng cô ấy hoài nghi, cô ấy cảm thấy giữa mình và đối phương có duyên phận. Trong khi nữ chính đang nghi ngờ, thì tổng tài lại yêu cầu tìm người hầu thân cận, cho nên nữ chính đã vội vã chạy xuống dưới tầng. Có lẽ đây là trò đùa của số mệnh, tổng tài vừa nhìn đã ngắm trúng nữ chính, bởi vì anh ta nghĩ rằng cô gái có nhan sắc bình thường rất thích hợp làm người hầu thân cận. Phó Tổng, tôi là Tô Thanh Khê. Tô Thanh Khê, tên này nghe rất quen. Mắt cô bị làm sao vậy? Phó Tổng, mắt của tôi không thể tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh, nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc đâu ạ. Phó Tổng, Tô Thanh Khê là người có năng lực làm việc nhất trong số những người làm. Tô Thanh Khê, tôi chọn cô ấy. Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là người hầu thân cận của tôi. Người hầu thân cận? Lúc này tổng tài nhận được cuộc gọi điện thoại của bà nội. Bà nội nói lần này về nước bà ấy phải gặp được người vợ của tổng tài. Tổng tài nghe xong thì nói với bà rằng, lúc ở nước ngoài anh ấy đã học được rất nhiều điều, lần này về nước là để bù đắp tình cảm còn thiếu bao năm qua. Nhưng tổng tài không biết vợ mình lại chính là cô gái vừa được chọn làm người hầu thân cận. Sau khi tắt máy, tổng tài đi đến bên người nữ chính, nói với cô ấy hãy chuẩn bị cho tốt, vì bây giờ bọn họ sẽ phải đi mua đồ tặng vợ. Trời ạ, không hổ là người có tiền nhất Bắc Thành, tùy tiện mua quà cho vợ thôi cũng lên tới hàng triệu rồi. Vừa giàu vừa đẹp trai lại trung thủy, vợ của Phó Tổng đúng là người hạnh phúc nhất thế giới. Còn mình thì lại gả cho một ông già không được tốt số như bà chủ. Bốn rưỡi chiều nay tôi đợi em ở nhà hàng Ngộ Kiến, không gặp không về. Cuộc sống giải trí của ông già này phong phú thật, không lẽ ông ta dùng máy nhắn tin gửi tin nhắn cho mình. Cô ơi, cô ơi, đây là hóa đơn mặt hàng mà Phó Tổng đã mua, cô kiểm tra lại đi. Vâng, vất vả cho cô rồi. Phó Tổng, tôi đã chọn quà cho anh rồi, anh có cần tôi gọi người đến gửi chỗ quà này đến tay bà chủ không? Không cần, vợ tôi phải do tôi tự tay đưa tặng. Phó Tổng yêu bà chủ quá, đúng là người đàn ông tuyệt nhất trên đời. Cô có thể tan làm rồi. Cảm ơn Phó Tổng. Được rồi Tô Thanh Khê, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó vậy. Cũng chỉ gặp người chồng lớn tuổi của mình một lúc thôi. Cứ như vậy nữ chính sợ chồng sẽ ghét bỏ mình, cho nên cô ấy đã cố ý về nhà trang điểm ăn mặc lộng lẫy. Cô ấy biết người mình gặp là một ông lão 80 tuổi, nhưng cũng phải ăn mặc lịch sự đàng hoàng. Là cô, tốt quá rồi, cuối cùng tôi cũng tìm được anh. Vừa nãy cửa hàng trang sức gọi điện đến báo sơ suất để quên sợi dây chuyền vĩnh hằng chi tâm trị giá 30 triệu tệ, cho nên tôi đã mang đến đây cho anh, xem ra tôi nhầm rồi. Suy cho cùng chủ nhân của Phó gia sao có thể là người hầu được. Phó Tổng, anh phải giữ cho cẩn thận, đừng làm mất. Cô làm việc rất cẩn thận. Phó Tổng, đây là việc mà tôi nên làm, xem ra mắt nhìn người của tôi không sai. Kể từ hôm nay cô được tăng lương lên 2 lần. Phó Tổng, anh không chỉ là một người chồng tốt, mà còn là người sếp tốt. Vậy Phó Tổng làm việc của mình đi. Lúc đăng ký kết hôn quá gấp, mình còn chưa kịp nhìn thấy vẻ ngoài của cô ấy. Hy vọng chút nữa gặp nhau, em sẽ thích món quà này. Phó Tổng, mời anh gọi món. Phó Tổng, đây là thông tin cá nhân của bà chủ. Cho
theo một đĩa xôi chân trâu, cơm sườn, trứng sò điệp hấp măng, canh cá giết sốt kem. Đừng cho thêm hành tỏi. Đây đều là những món mà vợ tôi thích ăn, làm phiền cô rồi. Vâng ạ, nữ chính ngồi bên cạnh nghe xong thì thấy khó hiểu. Tại sao những món mà vợ tổng tài thích cũng là món cô ấy thích? Lẽ nào tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Phó tổng, anh đợi lâu như vậy rồi mà bà chủ vẫn chưa đến, có cần gọi điện hỏi thăm không ạ? Cũng được. Bác sĩ Hà, có chuyện gì ạ? Alo Thanh Khê, cô phải đi khám lại mắt rồi, nhớ chiều thứ 6 đến bệnh viện nhé. Vâng, tôi biết rồi ạ, làm phiền anh rồi, cái ông già này. Rõ ràng ông ta hẹn mình đến nhà hàng này, mà giờ chưa thấy mặt đâu. Bỏ đi, mình không thèm đợi nữa. Phó tổng, bà chủ vẫn chưa đến ạ. Có lẽ cô ấy bận rồi. Phó tổng, anh không đợi bà chủ nữa ạ. Không đợi nữa, tôi không thích những người đi trễ hẹn. Sau khi rời khỏi nhà hàng, nữ chính đi đến bệnh viện khám mắt. Bác sĩ nói không bao lâu nữa cô ấy có thể tháo kính. Nhưng người tự ti như cô ấy đã quen với cuộc sống này rồi. Tôi đeo kính thành thói quen rồi. Nếu như cô muốn thay chị gái mình diễn kịch, thì sao có thể đeo kính suốt ngày được, dán sẹo giả để trông xấu xí hơn. Tô Thanh Khê, cảm ơn cô đã giúp tôi đạt giải. Sau này tất cả buổi biểu diễn của tôi đều do cô đảm nhiệm. Còn nữa, cô phải đeo cặp kính này vào cho tôi, đừng để tôi trông thấy khuôn mặt xấu xí này xuất hiện trước mắt tôi nữa. Còn có một việc cuối cùng, mau tháo bỏ vết sẹo và cặp kính đi, để tôi có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bác sĩ Hà, bác sĩ Hà, Thanh Khê cô đẹp quá. Nếu có ai chê cô xấu, tôi cảm thấy người đó bị mù rồi. Đến biệt thự để đi tham dự tiệc xã giao cùng tôi. Sếp cô à? Vâng. Sếp cô đúng là người cuồng công việc. Tôi thấy nửa đời còn lại anh ta nên lấy công việc làm vợ. Anh đừng nói vậy, sếp tôi kết hôn rồi. Mà tình cảm của bọn họ rất tốt. Anh ấy còn tặng vợ mình sợi dây chuyền 30 triệu. Đúng là người cuồng vợ. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy mình đã gặp anh ta ở đâu rồi. Cô Tô, cô đừng quên mình đã kết hôn rồi. Ý anh là phó lão gia kết hôn một năm chưa từng để lộ mặt một lần đấy á? Đúng vậy, đấy có được coi là kết hôn đâu, là quá phụ thì có. Phó tổng, hợp đồng lần này đã được điều chỉnh. Tôi xin lỗi phó tổng, không sao, tôi đi nhà vệ sinh là được. Tô tiểu thư, mặt hơi xấu nhưng mà cơ thể của cô trông được ra phết. Vương tổng, xin anh hãy tự trọng. Vương phu nhân, cô hiểu nhầm rồi. Không phải tại tôi, mà tại Vương tổng ông ta. Con tiện nhân này còn già mồm. Hôm nay tao phải lột hết quần áo ra cho mọi người xem. Dừng tay. Cô ấy là người của tôi. Để tôi xem ai dám làm gì cô ấy. Anh là ai? Chẳng lẽ là nhân tình của con này? Đàn ông thời nay bị mù hết cả rồi. Im miệng. Đây là chủ tịch của Phó Thị. Bắt đầu từ hôm nay, Vương Thị sẽ biến mất khỏi Bắc Thành. Phó Tổng đang giúp mình sao? Phó Tổng là người duy nhất không ghét bỏ mình bao năm nay. Anh ấy còn nói giúp cho mình nữa. Cảm ơn Phó Tổng. Cảm ơn gì chứ? Bảo vệ nhân viên của mình chính là bảo vệ danh tiếng của tôi. Bị bẩn hết rồi, cô mau tháo kính ra để tôi lau cho. Bị bẩn hết rồi, cô mau tháo kính ra để tôi lau cho. Phó tổng, không cần đâu ạ. Mặt tôi xấu lắm. Để tôi vào nhà vệ sinh xử lý. Nếu cô không thích, tôi sẽ không ép buộc cô. Tôi có chuyện phải đi đến bệnh viện, tí nữa cô tự gọi xe về nhé. Vâng ạ. Sau khi tạm biệt tổng tài, nữ chính đã đến thăm bà. Cô ấy nói bây giờ mình đã tìm được một ông chủ có tâm có tầm, đợi bà nội tỉnh lại sẽ đưa bà đến gặp anh ấy. Vào lúc này nữ chính nhận được cuộc điện thoại của chồng. Anh ta lại nói mình đang ở bệnh viện thăm người già, rồi bảo nữ chính mau đi đến đây. Nữ chính nghe xong thì thấy khó hiểu, tại sao giọng của ông chồng già lại giống giọng của phó tổng đến vậy. Được rồi, cũng đã đến rồi thì gặp nhau vậy.
sao rồi? Cháu dâu bà đồng ý cháu chưa? Bà nội, cô ấy đồng ý rồi ạ, cô ấy đến đây ngay thôi. Thật à? Nếu như lần này bà không gặp được con bé thì bà sẽ không nhận đứa cháu là con đâu. Thanh Khê là cô gái tốt, con lấy được con bé là phúc của nhà họ Phó chúng ta. Bà nội, bà vừa nói cô ấy tên gì? Thanh Khê ấy, Tô Thanh Khê. Tiểu tử thối, ngay cả tên vợ mình cũng quên. Phó tổng, tôi là Tô Thanh Khê. Tô Thanh Khê, tên này nghe rất quen. Tô Thanh Khê, bảo sao mình thấy cái tên Tô Thanh Khê này nghe quen tai. Hóa ra vợ mình trùng tên với cô giúp việc. Trời ạ, sao cháu dâu của bà còn chưa đến vậy? Không được, bà phải đi gặp con bé, mau đỡ bà dậy. Bà nội, bà đừng đi, cứ để con. Để con đích thân đi đón cháu dâu đến gặp bà không phải tốt hơn à? Ừ, con đi đi. Đợi đã, bà đã chuẩn bị hết cho con rồi. Lần này con phải tặng món quà này cho con bé đấy. Vâng ạ. Cháu dâu, cháu dâu tôi đến thăm tôi này. Bà ơi, bà nhận nhầm người rồi ạ. Con không phải cháu dâu của bà, mặc dù mắt bà không tốt, nhưng bà sẽ không nhận nhầm cháu dâu đâu. Con chính là cháu dâu của bà. Bà nội, bà nhận nhầm người rồi. Phó tổng, sao cô lại ở đây? Tiểu Tô, có phải con vẫn còn giận thằng nhóc này đúng không? Cho nên mới không muốn nhận bà. Bà đã chuẩn bị cho con hai vé nghe nhạc rồi này. Tối nay để nó đưa con đến buổi hòa nhạc, coi như là chuộc tội. Bà ơi, con không phải là. Bà nội, bà yên tâm, con sẽ đưa Tiểu Tô đi. Còn có cái này nữa, mắt bà tôi hơi kém cho nên đã tưởng nhầm cô là vợ của tôi. Giúp tôi đóng giả thành cô ấy, để bà có thể an tâm. Vâng. Vâng ạ, con sẽ đi cùng với anh ấy đến xem buổi hòa nhạc. Vừa nãy cảm ơn cô, Phó tổng đừng khách sáo. Đây là chuyện tôi nên làm, vé của anh đây, chúc anh và bà chủ có một đêm khó quên. Ừ. Không biết vợ của Phó tổng là ai? Cô ấy thật hạnh phúc. Em nghe, Tô Thanh Khê, cô chết ở đâu rồi? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, nửa tiếng sau cô phải có mặt ở nhà kịch Bắc Thành, nếu không tôi sẽ khiến cô đẹp mặt. Được, em biết rồi, giờ em đến ngay. Quản gia Ngô, hẹn bà chủ đến nhà hát Bắc Thành. Tôi đã chuẩn bị quà cho cô ấy, cô biết tin gì chưa? Người biểu diễn hôm nay có lai lịch không nhỏ. Nghe nói là cô Tô ca sĩ nổi tiếng quốc tế, người được biết đến như viên ngọc quý. Tôi rất muốn biết cô ấy xinh đẹp như nào. Xem ra chỉ có phó tổng của tập đoàn Phó Thị mới xứng với cô ấy thôi. Cho dù có xinh đẹp như nào cũng không thể bằng vợ mình được. Mình sắp trở thành Tô Mị rồi. Kính thưa quý vị khán giả, chắc mọi người đã phải đợi lâu rồi. Tiếp theo đây, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón siêu sao quốc tế Cô Tô lên sân khấu. Giọng hát của cô ca sĩ này rất quen. Kỳ lạ thật đấy, sao trên sân khấu lại treo rèm? Như này thì có nhìn thấy được gì đâu. Anh không biết gì à, cô Tô rất thần bí. Trước giờ cô ấy chưa từng để lộ mặt lên biểu diễn. Tò mò ghê. Không biết rốt cuộc cô Tô là người như nào?
Tô Tiểu Thư lên sân khấu. Tình khiến con người ta đau khổ, còn yêu lại trói buộc bên người. Sao mình lại cảm thấy giọng của Tô Tiểu Thư rất quen thuộc? Hình như mình đã nghe thấy ở đâu rồi. Bắt đầu từ hôm nay mình đã là bà phó rồi. Giờ tôi phải đi công tác đến Pháp một năm. Chút nữa tôi sẽ bảo tài xế đến đưa cô về biệt thự. Này, tại sao giọng của Tô Tiểu Thư lại giống y hệt giọng của vợ mình? Lẽ nào vợ của mình lại chính là Tô Tiểu Thư? Người đâu? Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, đưa Tô Tiểu Thư đến gặp tôi. Mau cởi váy ra đưa tôi, có một vị khách quý muốn gặp tôi. Chút nữa cô trốn sau cánh gà đi, không được đi ra, đi thôi. Nhanh lên. Cô chính là cô Tô. Đúng vậy Phó Tổng. Nghe nói anh tìm tôi nên tôi đã vội chạy đến đây. Nghe danh Phó Tổng từ lâu, bây giờ gặp được người thật còn hơn cả lời đồn. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Giọng điệu nịnh hót, cử chỉ giả tạo. Sao mình lại nghĩ cô ta là vợ mình chứ? Không biết Phó Tổng tìm tôi có chuyện gì không? Không có chuyện gì, cô có thể đi được rồi. Thế nào rồi, anh nói Phó Tổng có ý gì? Tôi nghe người ta bảo hình như Phó Tổng tưởng cô là vợ mới cưới của anh ấy. Cái gì? Vợ mới cưới? Ông Phó, tôi đã đến nhà hát Bắc Thành rồi. Tôi đứng đợi ông ở vườn gặp gỡ. Ông Phó, sao xưng hô kỳ lạ vậy? Người đâu mau chuẩn bị quà đi, đến nhà hàng gặp gỡ. Tô Tiểu Thư. Sao bác sĩ Hà lại ở đây? Hôm nay là ngày cô biểu diễn. Sao tôi có thể bỏ lỡ được chứ? Nếu không cô nghĩ tôi là ai? Tôi cứ tưởng anh là ông chồng già của tôi. Không nghĩ ai cả. Mắt cô thế nào rồi? Nhờ có bác sĩ Hà mà bây giờ thỉnh thoảng tôi có thể tháo kính xuống được rồi. Thanh Khê, lúc cô không đeo kính trông xinh lắm. Cảm ơn lời khen của bác sĩ Hà, nhưng mà tôi lại không có gì để cho anh. Không cần đâu. Hay là như này đi, cô mời tôi ăn cơm, thấy sao? Sao giờ này mà ông chồng già của mình vẫn còn chưa đến? Tối nay thì không đi được rồi. Được chứ bác sĩ Hà, tối nay tôi mời anh ăn cơm nhé. Tô Tiểu Thư, Phó tiên sinh lại gặp nhau rồi. Sao lại là cô? Là cô gửi tin nhắn hẹn tôi đến đây. Tin nhắn? Lẽ nào Phó Tổng hiểu nhầm mình là người gửi tin nhắn? Tôi nghe người ta bảo hình như Phó Tổng tưởng cô là vợ mới cưới của anh ấy. Lẽ nào Phó Tổng tưởng mình là vợ mới cưới của anh ta sao? Nếu như mình tương kế tựu kế nói không chừng có thể gả vào nhà họ Phó. Đúng vậy Phó Tổng, chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi mà anh không thèm hẹn gặp em, còn muốn em gửi tin nhắn hẹn anh, đáng ghét quá à. Nghe bà nội nói không phải mắt của cô không nhìn thấy à? Phó Tổng, đó là trước kia. Còn bây giờ mắt em được điều trị nên đã khỏi rồi. Không có vấn đề gì nữa. Hóa ra là vậy, chồng. Chúng ta đã lâu không gặp. Anh có thể bù đắp cho em cái gì không? Trung bình mỗi người ăn ở nhà hàng này mất có 500. Em không ăn đồ rẻ như vậy đâu. Anh đưa em đi đến nhà hàng sang trọng ăn cơm nhé. Với lại em còn muốn một cái túi xách trị giá 300.000 tệ. Đây là vợ của mình sao? Một người phụ nữ ham mê tiền bạc. Tôi có chuyện phải đi trước. Chồng ơi, đợi em với. Chồng ơi. Thank you.
Cháu trai. Cháu dâu của bà đâu? Cháu dâu yêu quý của bà đâu? Hai đứa không về cùng nhau à? Không ạ, bà nội. Con không đưa cô ấy về nhà, tiểu tu con làm sao thế? Hai đứa cãi nhau à? Sao con lại tức giận như vậy chứ? Bà nội, cháu dâu yêu quý của bà là một người ham mê tiền bạc. Con muốn ly hôn với cô ta. Ly hôn? Sao có thể? Tiểu Tô là cô gái mà bà đã lựa chọn rất cẩn thận. Con bé không phải là người ham mê tiền tài của chúng ta đâu. Chồng ơi, những cái túi xách hàng hiệu này còn có trang sức này với cả mấy con xe kia, em đều muốn, anh mua cho em có được không? Cái này? Sao có thể như vậy? Bà nội, con không quan tâm bà nghĩ như nào, dù sao thì con cũng muốn ly hôn với loại phụ nữ như vậy. Luật sư Lâm phiền ông giúp tôi chuẩn bị thỏa thuận ly hôn. Lẽ nào mình đã chọn nhầm người rồi? Anh phó thế gian cỏ lạ nhiều vô kể. Hà cớ gì mà nhớ mãi một nhành hoa? Đúng thế, không phải chỉ là một đứa con gái đào mỏ thôi sao? Anh ly hôn rồi thì lấy cô khác. Không được rồi. Đau đầu quá. Làm sao đây? Anh uống nhiều rồi, anh yên tâm đi. Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Gọi điện thoại cho chị dâu đi. Bảo chị ấy đến chăm sóc anh phó. Đúng vậy. Chị dâu anh sầm tu say rồi. Chị mau đến chăm sóc cho anh ấy đi. Đúng lúc tôi cũng muốn nhìn xem người có thể khiến anh phó say rượu. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nào, cạn ly. Mệt quá, cuối cùng cũng có thể ngủ rồi. Chị dâu anh sầm tu say rồi. Chị mau đến chăm sóc cho anh ấy đi. Cúp máy đây. Anh ta vừa nói gì vậy? Chị dâu gì chứ? Bỏ đi không cần quan tâm. Chắc chắn đây là công việc mà ông chủ giao cho. Đây là chị dâu sao? Chị dâu gì chứ? Tôi là người hầu thân cận của phó tổng, Tô Thanh Khê. Người hầu thân cận? Kỳ lạ, rõ ràng vừa nãy mình gọi điện cho chị dâu mà. Tô tiểu thư, anh phó là người theo chủ nghĩa khổ hạnh. Làm người hầu thân cận của anh ấy chắc nhàm chán lắm. Nghe nói phó tổng có người bạn thân tên Tống Xuyên. Đó là tên ăn chơi. Xem ra đúng là như vậy. Người giúp việc này mặc dù mặt hơi xấu nhưng mà body lại là hàng cực phẩm. Tô tiểu thư có bạn trai chưa? Tống thiếu gia, đây là chuyện của riêng tôi, không liên quan đến anh. Nếu cô không có thì làm bạn gái tôi nhé. Thành thật xin lỗi, tôi không thèm. Tô tiểu thư không muốn hay là muốn bám vào người khác? Ví dụ như là phó tổng của cô. Tống thiếu gia, việc tôn trọng người khác đối với anh khó lắm ạ. Anh nghĩ rằng tất cả phụ nữ đều thích loại công tử ăn chơi đàn đúng như anh sao? Tôi không ăn trộm ăn cướp tiền của ai cả, nên rất an tâm sử dụng. Không biết tiền của Tống thiếu gia có giống tôi không? Cô yên tâm. Như này đi. Tôi thấy cô rất thú vị. Tôi không ghét cô mù. Cô làm bạn gái tôi thấy thế nào? Tôi không thèm. Anh phó, sao tính khí của người hầu thân cận của anh lại lớn như vậy? Ai cho cô ta lá gan đó vậy? Tôi cho đấy được chưa? Được được. Anh phó cho thì được. Nào nào. Không phải anh phó kết hôn rồi à? Sao mình lại cảm thấy anh phó rất quan tâm đến cô người hầu này vậy? Này đến đây thôi. Tiễn khách. Anh phó đừng vậy mà. Trời ạ, phó tổng ăn gì mà béo thế? Nhìn không đến nỗi nào mà nặng khiếp. Phó tổng, để tôi đi nấu canh giải rượu cho anh nhé. Tô Thanh Khê. Phó tổng, sao cô lại đặt cái tên khó nghe như vậy? Phó tổng, cái tên này là do bố mẹ tôi đặt cho. Với lại tôi không nghĩ tên mình khó nghe đâu. Nếu như mắt cô ấy không bị hỏng thì khuôn mặt này sẽ rất đẹp. Anh nghĩ rằng tất cả phụ nữ đều thích loại công tử ăn chơi đàn đúng như anh sao?
Tôi không ăn trộm ăn cướp tiền của ai cả, nên rất an tâm sử dụng. Không biết tiền của Tống thiếu gia có giống tôi không? Tại sao cô lại tên là Tô Thanh Khê chứ? Vợ của tôi lại là một người phụ nữ ham mê tiền bạc. Nếu như cô là vợ của tôi... Chồng ơi! Xong rồi, nhất định vợ của Phó Tổng đã quay về. Nếu như bị bà chủ nhìn thấy thì tiêu đời rồi. Cẩn thận! Tô Thanh Khê! Sao cô lại ở đây? Lẽ nào người vợ của Phó Tổng lại là con tiện nhân Tô Thanh Khê sao? Chị, em quên không nói cho chị biết. Em làm việc ở đây, cũng là người hầu thân cận của Phó Tổng. Vừa nãy bạn của Phó Tổng có nói gọi điện thoại cho bà chủ. Lẽ nào cô ấy chính là chị? Không phải tôi thì là cô chắc. Chồng ơi, anh uống nhiều rồi. Để em chăm sóc anh. Sao cô lại đến đây? Chồng, em là vợ anh mà. Không phải anh gọi điện thoại kêu em đến đây à? Em không chăm sóc anh thì ai chăm đây? Đủ rồi. Tôi không cần sự chăm sóc của cô. Cô về đi. Tiểu Tô, tối nay cô ở lại đây chăm sóc tôi. Vâng thưa Phó Tổng. Bố ạ, giúp con điều tra xem năm đó Tô Thanh Khê đã gả cho ai. Tô Thanh Khê tôi không cần biết quan hệ giữa cô và Phó Tổng là gì. Vợ của Phó Sầm Tu chỉ có một. Đó là tôi. Còn nữa, mấy món đồ kia cô giúp tôi ném hết đi. Nhưng mà, đó không phải là đồ mà anh muốn tặng phu nhân sao? Tôi bảo vứt thì vứt đi. Đừng để tôi nói lại lần thứ hai. Còn nếu như cô thích thì cô tự mang về dùng. Mà thôi kệ đi. Mình bảo quản giúp cho Phó Tổng cũng được. Biết đâu anh ấy và phu nhân làm hòa. Thì mang vậy trả về cho chủ cũ vậy. Mọi người xem đi, là cô ta thật kìa. Sao lại có thể như vậy chứ? Có người đúng là không biết xấu hổ. Không ngờ cô còn dám đến biệt thự nhà họ Phó. Cô Tần, tôi đến đây để làm việc. Còn cô đã bị Phó Tổng đuổi khỏi nhà rồi. Tại sao cô còn đến đây làm gì? Tôi đến đây mục đích để chứng minh rằng một con gái ngành không xứng đáng làm người giúp việc bên cạnh của Phó Tổng được. Ý cô là sao? Còn hỏi lại tôi nữa sao? Tô Thanh Khê, cô tự mình xem đi. Dám cướp đi vị trí là người bên cạnh Phó Tổng, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Cô cứ chờ đến lúc mất hết thể diện rồi bị đuổi khỏi Phó ra đi. Tô Thanh Khê trông cô ta đơn thuần trong sáng vậy, ai ngờ đâu lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Trước khi làm người hầu bên cạnh Phó Tổng, không biết là đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi nữa. Đây không phải là sự thật, mấy tấm hình này là giả. Tôi thực sự không làm ra chuyện như vậy, chứng cứ rành rành trước mặt rồi mà cô còn dám xảo biện. Đúng là không biết xấu hổ mà, nếu tôi là cô, tôi sẽ tự cởi bỏ bộ quần áo này. Lập tức cút khỏi Phó gia từ lâu rồi. Chuyện này có người vu khống tôi. Có người muốn hại tôi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu như cô không tự cởi được, vậy để tôi cởi giúp cô. Các người coi biệt thự nhà họ Phó này là nơi nào hả? Phó Tổng là Tô Thanh Khê, cô ta có quan hệ bất chính với người đàn ông khác trong biệt thự. Cô ta làm bại hoại thanh danh nhà họ Phó, như vậy mà anh còn bảo vệ cô ta sao? Không phải như vậy đâu, mấy tấm ảnh này là ảnh ghép, tôi thực sự là không có làm. Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến chuyện này, nếu như anh còn bất chấp bảo vệ cô ta, chúng tôi không phục. Đúng vậy, chúng tôi không phục. Tôi tin cô ấy. Cô đi chết đi. Tô Thanh Khê, đừng qua đây, đừng động vào mặt của tôi. Con khốn, sau này mày sẽ là người đi thi thay cho chị của mày. Nhớ rằng, tất cả giải thưởng đều sẽ thuộc về chị của mày hết. Đã hiểu hay chưa? Còn nữa, kể từ ngày hôm nay mày hãy ngoan ngoãn đeo cái kính này vào cho tao. Nếu như mà mày cố tình dám làm lộ gương mặt của mày ra, tao sẽ cắt tiền viện phí của bà mày, khiến cho bà ta phải chết.
Tôi nghe nói Tô Thanh Khê không phải bị cận, cô ta đeo kính là vì gương mặt chỗ đó bị hủy, trông xấu xí vô cùng. Con gái chúng ta sinh ra đã coi trọng nhan sắc, không muốn cho phó tổng nhìn thấy cũng là chuyện dễ hiểu, huống hồ là nhan sắc bị hủy đến mức xấu xí như vậy. Được rồi, tôi sẽ không động vào cô. Nhưng mà hình như tay của cô bị thương rồi. Để tôi đưa cô đến bệnh viện băng bó lại nhé. Tôi không sao đâu phó tổng. Phó tổng, xin anh cho tôi thời gian 30 phút, tôi sẽ chứng minh bản thân mình trong sạch. Phó tổng, anh có thể cho tôi mượn máy tính của anh được không? Ngô quản gia, mang máy tính đến cho cô ấy. Con hầu hạ tiện mà cũng biết dùng máy tính sao? Đúng là cũng biết làm màu thật. Khôn hồn thì sớm cút khỏi phó gia đi thì hơn. Mọi người xem đi. Đây mới là bức ảnh gốc được chỉnh sửa. Đây mới chính là chân tướng. Người làm ra chuyện đáng xấu hổ đó là Tần Vãn Vãn, là cô ta vu oan hãm hại tôi. Tần Vãn Vãn không phải là tiểu thư nhà họ Tần sao? Thật sự là Tần Vãn Vãn sao? Xem ra chúng ta đã trách nhầm Thanh Khê rồi. Đúng vậy, chúng ta đã trách nhầm cô ấy rồi. Không thể như vậy được, người trong ảnh không thể nào là tôi được. Chắc chắn là lúc nãy cô ghép ảnh của tôi vào đúng không? Xem ra cô vẫn chưa chịu từ bỏ. Ngô quản gia, anh có thể mở toàn bộ video mà camera ghi lại đêm đó không? Yên tâm đi, phó tổng sớm đã có chuẩn bị cho cô rồi. Tối hôm qua, tôi luôn ở trong biệt thự chăm sóc cho phó tổng, tuyệt đối không có thời gian đi gian díu với người đàn ông khác. Bây giờ, chắc là cô không còn gì để nói nữa rồi phải không? Bảo vệ, đuổi cô ta ra ngoài, đưa cô ta đến đồn cảnh sát luôn cũng được. Tô Thanh Khê, nhất định chuyện này là cô bày ra, tôi sẽ không tha cho cô, tôi hoàn toàn trong sạch. Không việc gì phải sợ cô trả thù tôi, thả tôi ra. Tay của cô không sao chứ? Ngô quản gia, mau gọi bác sĩ Trần đến đây. Nếu còn để tôi phát hiện ai dám vu oan cho Tô Thanh Khê, thì đừng trách tôi đuổi người đó ra khỏi nhà họ phó này. Được rồi cô Tô, trong thời gian này cô làm việc nên chú ý cẩn thận một chút, đừng để nước vào vết thương. Cảm ơn bác sĩ. Tôi chỉ là người làm công ăn lương thôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn phó tổng kia, anh ấy trả lương cho tôi mà. Cảm ơn phó tổng, không cần phải cảm ơn tôi. Tôi chỉ là không muốn người khác hiểu lầm, tôi ngược đãi người làm khiến cho họ bị thương mà thôi. Gì vậy chứ? Rõ ràng là quan tâm mình mà còn giả vờ. Phó tổng không ngờ cũng biết ngại ngùng. Phó tổng, anh là ông chủ tốt nhất mà trước giờ tôi gặp đấy. Không cần phải nịnh tôi. Sau này nhớ làm việc cho cẩn thận, nếu không tôi cắt thưởng cuối năm của cô đấy. Có thể là người giúp việc bên cạnh của phó tổng, cho dù không có thưởng Tết, tôi cũng bằng lòng. Người đàn ông tốt như vậy, không biết tại sao chị Tommy lại xích mích với anh ấy. Đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng. Tôi nghe đây, chào cô Tô. Tôi là luật sư do chồng của cô ủy thác. Tôi gọi điện cho cô là để thương lượng chuyện ly hôn của anh ấy với cô. Cái gì? Ly hôn sao? Đúng vậy. Chiều thứ tư tuần này 4 giờ cô hãy mang theo chứng nhận kết hôn đi đến cục dân chính. Anh ấy sẽ đến để ký đơn ly hôn với cô. Nhưng... Ly hôn sao? Chuyện này sao lại đột ngột như vậy chứ? Sao vậy? Phó tổng, lúc nãy chồng của tôi gọi điện đến nói chuyện ly hôn với tôi. Tôi vừa bị vu oan thì anh ấy đã gọi điện cho tôi đòi ly hôn. Có phải anh ấy nghĩ rằng tôi là loại phụ nữ dễ dãi sống buông thả không? Chắc là không đâu. Nếu như chồng cô không tin tưởng tôi, thân là ông chủ của cô, tôi sẽ thanh minh cho cô. Cảm ơn phó tổng.
Nếu như chồng cô không tin lời thanh minh của tôi nữa, thì tôi cảm thấy cô hoàn toàn có thể cắt đứt với một kẻ như hắn ta được rồi. Dạ. Không ngờ tính khí của cố tổng cứ như trẻ con vậy. Nhưng mà sau khi nghe những lời anh ấy vừa nói thì tâm trạng của mình ổn hơn nhiều rồi. Phó lão gia, tôi sẽ làm theo lời của ông. Hẹn ông chiều thứ tư 4 giờ gặp ở cục dân chính. Sao điện thoại của phó tổng lại rung lên vậy? Tôi nghe đây, thì ra là có người gọi tới. Mình bảo ngay mà, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được. Mình vừa mới nhắn tin, mà điện thoại anh ấy cũng nhận được tin. Phó tổng, tôi đã thông báo cho cô Tô rồi. 4 giờ chiều thứ tư anh có thể đi ly hôn được rồi. Được, tôi hiểu rồi. Cuộc hôn nhân vô ích này cũng đến lúc nên chấm dứt rồi. Tô Thanh Khê, không phải là cô thuê nhà ở bên ngoài sống rồi sao? Đang yên đang lành đến nhà tôi làm gì? Chị hai, em chỉ là về nhà lấy hộ khẩu. Em sẽ đi ngay, cô lấy hộ khẩu làm gì? Chồng của em gọi điện đến cho em bàn chuyện ly hôn. Em sắp ly hôn với anh ta rồi. Cô sắp ly hôn rồi sao? Con tiện nhân này, may mắn lắm mới có thể gả cho được Phó Sầm Tu. Mình còn chưa hốt được chút lợi gì mà. Vậy hai người định khi nào ly hôn? Tầm 3 giờ chiều này. Em không nói nữa đâu, sắp muộn giờ rồi. Thế này không được. Trước khi hai người họ ly hôn, mình nhất định phải kiếm một khoản từ tay của Phó Sầm Tu mới được. Alo. Kết hôn một năm trời, cuối cùng hôm nay cũng sắp được nhìn thấy mặt của người chồng đó rồi. Anh là chồng của tôi sao? Chào cô, tôi là luật sư ủy thác của chồng cô. Tôi là luật sư Lâm. Anh là luật. Vậy chồng tôi anh ta không đến sao? Hôm nay phó tổng có việc gấp nên không thể đến được. Cũng được. Dù sao cũng là cuộc hôn nhân vỏ bọc, đến hay không cũng vậy mà thôi. Vậy chúng ta vào trong làm thủ tục đi. Được. Chồng có vẻ như là một cô gái hiền lành, không ngờ lại là một con sư tử hám tiền. Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài được. Chồng ơi, em không muốn ly hôn với anh. Em yêu anh như vậy, em không muốn ly hôn nữa. Cô ta lại muốn gì đây? Mấy ngày trước không phải tự tay ký đơn ly hôn rồi sao? Vậy cô muốn thế nào đây? Trừ phi anh bồi thường cho tôi 300 triệu tệ. Phó tổng, chúng ta kết hôn một năm trời mà tôi chưa từng nhìn thấy mặt của anh. Lẽ nào anh không thể đền bù cho tôi sao? 300 triệu sao? Cô đúng là loại tham lam. Được, tôi đền bù cho cô. Sau này cút cho khuất mắt tôi. Phó tổng, vậy anh có đến cục dân chính nữa không? Không đi nữa, gặp cô ta chỉ khiến tôi thêm buồn nôn. Anh đi xử lý giúp tôi. Dạ. Tôi nghe đây, chào cô. Xin hỏi cô là Tô Thanh Khê phải không? Đúng là tôi. Bà Vương đột nhiên ngất xỉu. Cô mau chóng đến bệnh viện một chuyến đi. Được, tôi sẽ đến đó ngay. Luật sư Lâm, bà của tôi đang cấp cứu. Có gì tôi sẽ quay lại sau. Này này. Đã vậy còn về được sao? Mình cũng chưa từng nghe nói đến việc cô ấy còn có một người bà mắc bệnh nặng nữa. Tôi thấy có mà tìm một cái cớ để không phải ly hôn mà thôi. Bác sĩ, tình hình của bà tôi thế nào rồi? Cô Tô, tình hình bệnh của bà Vương đang dần xấu đi. May mà lần này cứu chữa kịp thời nên mới có thể giữ mạng. Lần sau không biết còn có thể may mắn được vậy nữa hay không. Bây giờ chỉ có thuốc ngoại mới có thể chữa được bệnh của bà ấy. Nhưng mà chi phí vô cùng đắt đỏ, cộng cả tiền phẫu thuật lẫn viện phí, chắc phải lên tới 3 triệu tệ. 3 triệu tệ sao? Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Vì sức khỏe của bà Vương, cô phải sớm đưa ra quyết định. Chị Tommy và ba mẹ chắc chắn sẽ không cho mình vay số tiền đó. Mình chỉ mới đi làm, với tình hình hiện tại không thể nào gánh nổi được tiền chữa trị. Phó lão gia tuy là bệnh liệt giường, nhưng dù sao cũng vẫn là người giàu có nhất Bắc Thành này. Chỉ cần con đồng ý gả cho ông ta sẽ cho chúng ta 300 triệu tiền sính lễ đấy. Là ông già đó. Ông già đó nhiều tiền như vậy.
hy vọng ông ta sẽ nể tình nghĩa vợ chồng cho mình vay tiền để có thể cứu được bà. Cái gì? Lại 3 triệu nữa sao? Lại phụ nữ tham lam đáng ghét này đã đòi 300 triệu, giờ lại đòi thêm 3 triệu nữa. Tôi đúng là xem thường cô ta rồi. Phó tổng, phu nhân nói số tiền này là tiền mà cô ấy trả tiền thuốc chữa trị cho người bà bị bệnh nặng. Tôi chưa từng nghe tới chuyện cô ta có một người bà bị bệnh nặng. Có khi cô ta đang muốn mua cái túi gì đó, nên mới cố gắng đi xin tiền như vậy. Vậy phó tổng, chúng ta có cho cô ấy không? Cho sao? Cô ta đừng mơ lấy được một đồng nào từ chỗ tôi nữa. Cậu, mau dẫn con đàn bà ham tiền đến biệt thự. Tôi muốn ly hôn trước mặt cô ta. Sắc mặt của phó tổng không được tốt lắm, chắc lại cãi nhau với phu nhân rồi cũng nên. Đúng vậy đấy, nghe bảo phu nhân đó lại đòi ly hôn. Vậy chúng ta cùng chờ xem thôi. Tình cảm của phó tổng và phu nhân từ trước đến nay vẫn rất là tốt. Các người đừng ở đây đoán giả đoán non nữa. Phó tổng, cà phê của anh. Sần Tu, mẹ không cho phép con ly hôn với Tiểu Tô. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Nếu mẹ không đến, thì không biết con dâu của mẹ sẽ trở thành con dâu của nhà ai nữa. Mẹ à, đừng sợ, có mẹ ở đây. Sầm Tu, bất kể con muốn thế nào, Tiểu Tô đã gả vào nhà chúng ta, thì chính là con dâu của cái nhà này. Mẹ không cho phép con ly hôn. Chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Trong đó có bao nhiêu uẩn khúc, mẹ không biết được đâu. Có uẩn khúc gì trong đó mà mẹ không biết chứ? Từ khi con có ả giúp việc này bên cạnh, thì thái độ của con với Tiểu Tô càng ngày càng lạnh nhạt. Là cô ta đã câu dẫn con. Lão phu nhân, tôi thực sự không có. Tôi đang nói chuyện. Ai cho hạ nhân như cô xen vào việc của cô à? Hôm nay tôi sẽ thay con trai của tôi quản giáo lại cô. Đủ rồi, mẹ ạ. Cô ấy chỉ là người làm của con, cô ấy tuyệt đối không vượt ranh giới đâu. Không vượt ranh giới sao? Nếu không thì con bảo vệ cô ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ tiếp sau đây, con vì cô ta mà đánh luôn cả mẹ sao? Mẹ, nếu như mẹ còn tiếp tục vô lý như vậy nữa, con sẽ cho người đưa mẹ về nhà. Con. Vậy được, coi như mẹ tin con một lần. Nhưng hôn sự của con với Tiểu Tô, con tuyệt đối không được ly hôn với nó. Chồng ơi, em biết em sai rồi. Sau này em sẽ không làm anh tức giận nữa. Được rồi, được rồi. Hai đứa sống hạnh phúc với nhau thì mẹ mới yên tâm được. Thật sự ngưỡng mộ chị Tommy vì có một người mẹ chồng tốt đến như vậy. Sao thế? Xin chào cố tổng, vừa nãy lão phu nhân gọi điện nói, nói anh và thiếu phu nhân không ly hôn nữa. Vậy 300 vạn lần trước có cần chuyển cho cô ấy nữa không? Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Nếu như cô ta đã muốn 300 vạn đó, vậy thì để cô ta tới quán bar bán nghệ đi. Tô tiểu thư, chồng cô đã nói rồi, có thể trợ cấp cho cô 300 vạn tiền viện phí, nhưng yêu cầu cô phải tới quán bar biểu diễn, dựa vào lao động của bản thân để đổi lấy thù lao. Vãi thật, lão chồng già kết hôn vội này cũng hiếp người quá đáng thật. Đây rõ ràng là muốn làm nhục người ta mà, để một cô gái đoan chính như cô tới quán bar bán nghệ. Không được, tôi không thể nhìn cô bị bắt nạt như thế. Tôi phải đi nói cho phó tổng, bảo phó tổng làm chủ cho cô. Phó tổng xem trọng cô như thế, chắc chắn sẽ dạy cho bọn cha nam đó một bài học. Không cần đâu quản gia Ngô, tôi không muốn vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền phó tổng. Phó tổng đã giúp tôi nhiều rồi. Tiền thuốc thang của bà nội tôi, tôi sẽ không mượn. Bà nội, hãy đợi con, con nhất định sẽ kiếm đủ số tiền đó. Xin chào quản lý Dư, tôi là diễn viên mà phó tiên sinh giới thiệu tới đây. Phó lão tiên sinh, cô nói là phó tổng sao? Hóa ra là cô, đúng là đơn thuần thật. Nhưng mà, cô gái xinh xắn như cô, ở quán bar này phải cẩn thận chút. Cảm ơn quản lý Dư đã nhắc nhở. Được, vậy cô chuẩn bị chút đi, 30 phút sau lên sân khấu biểu diễn. Ôi mỹ nữ, tới quán bar một mình sao? Có cần anh chơi cùng với em không? Không cần, tôi không quen các anh. Đi thôi. Thả tôi ra, tôi báo cảnh sát đó. Cô báo cảnh? Nhìn như đĩ. Không phải tới đây làm đĩ thì là gì? Giả vờ thanh thuần cái gì? Chúng ta đưa cô ta vào trong phòng từ từ chơi. Thả tay ra. Thả ra. Cô không sao chứ? Không sao. Xong rồi, xong rồi. Mình đã lộ mặt thật trước mặt phó tổng rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ của phó tổng, hình như là chưa nhận ra mình.
Lẽ nào, coi mình là người lạ rồi sao? Mày là ai, hóa ra có kim chủ sao? Anh em, cái loại này giả thanh thuần đó. Cậu chơi cùng với chúng tôi đi, thế nào? Tao cảnh cáo mày, ăn nói cho sạch sẽ chút, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, lên. Tôi sai rồi, anh trai à, tôi sai rồi, người nên xin lỗi không phải tôi mà là cô ấy. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu, còn không mau cút đi. Cô gái, cô không sao chứ? Xem ra phó tổng vẫn chưa nhận ra mình. Xin chào. Xin chào. Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Không biết nên gọi anh là gì đây? Nếu như phó tổng không phát hiện ra thân phận của mình thì mình cũng không cần lộ diện. Nếu không bị chị gái phát hiện, chị ấy nhất định sẽ không tha cho mình và bà nội. Tôi họ Phó, nên gọi cô là gì đây? Anh gọi tôi Tiểu Tây là được. Tây trong Đông Tây Nam Bắc. Hôm nay tôi tới đây biểu diễn. Nếu như không có anh thì tôi cũng không biết phải làm sao. Tình cờ gặp gỡ nên ra tay giúp đỡ. Trời ơi, không hổ danh phó tổng, người được xưng là một trong những người nên gả nhất Bắc Thành, đối xử với người lạ cũng dịu dàng như thế. Có ơn phải đáp là nguyên tắc làm người của tôi. Nếu đã như thế, không bằng tôi mời phó tổng xem một màn biểu diễn của tôi. Được. Tình khiến người ta đau thương, yêu càng đau hơn. Phụ nữ vốn thông minh, hễ cứ yêu là ngốc. Cố chấp chỉ yêu có một người. Phó tiên sinh, buổi biểu diễn hôm nay tới đây là hết. Anh có còn muốn ở lại không? Tôi ở đây đợi bạn. Được, vậy anh cứ bận đi, tôi đi trước đây, tạm biệt. Đúng thật là cô ấy không tới. Luật sư Lâm, nói cho người phụ nữ đó, 300 vạn, một cách cũng đừng mong có được. Tiểu Tô, ông chồng rẻ tiền đó chuyển cho cô 300 vạn chưa? Đừng nói nữa. Làm sao mà tôi biết anh ta lại không giữ chữ tín như thế? Rõ ràng là tôi đã tới quán bar để hát rồi, anh ta cứ nói tôi không đi. Còn nói với tôi đừng hòng lấy được một đồng. Vãi thật, lão già này đúng là mất dạy thật. Bây giờ tôi thật sự rất lo lắng về tiền thuốc của bà nội. Đừng lo lắng, nói cho cô một tin vui. 2 ngày nữa phó tổng sẽ mở tiệc ở trang viên phó gia. Tới lúc đó tất cả những người có máu mặt đều được mời tới. Càng quan trọng là người biểu hiện tốt sẽ được nhận tiền thưởng 20 vạn. Tới lúc đó, không phải cô có thể lo được tiền thuốc cho bà rồi sao? Thật sao quản gia Ngô? Vậy tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc để trở thành người xuất sắc nhất. Ôi, không hổ danh là phó gia, hào môn số 1 của Bắc Thành, trang viên hào hoa quá đi mất. Nếu như tôi muốn mua nó, có lẽ là phải bắt đầu làm việc từ thời kỳ đồ đá. Cả đời này của tôi, chưa từng tới một nơi tôn quý như thế này. Này, đáng tiếc là phó tổng đã kết hôn rồi. Đúng là ngưỡng mộ tổng tài phu nhân. Đúng thế, mọi người biết không, nghe nói tất cả những công tử hào môn của Bắc Thành đều sẽ tham gia yến hội lần này. Có rất nhiều người chưa từng kết hôn. Cô nói xem nếu như chúng ta có thể bám được. Chúng ta tới đây thì phải làm việc cho tốt. Hào môn thâm sâu, người bình thường như chúng ta muốn gả vào còn khó hơn lên trời. Tôi tổng quản. Cô đâu phải người thường, cô là người hầu bên người của phó tổng. Là người có nhiều cơ hội tiếp xúc với công tử hào môn nhất. Cho dù tôi có cơ hội tiếp xúc, tôi cũng không có hứng thú gả vào hào môn. Trên thế giới này, không phải cứ có tiền là mua được tất cả. Nhân phẩm và năng lực mới khiến người ta nể phục. Huống hồ, tôi đã kết hôn rồi. Những lúc thế này, ông chồng kết hôn vội của mình đúng là có tác dụng. Xin chào phó tổng. Phó tổng, thật ngại quá, vừa nãy tôi không nhìn thấy anh. Không sao. Vừa nãy cô nói rất hay. Một người có tiền không tính là gì, nhưng mà nhân phẩm và năng lực mới là thứ thực sự khiến người khác nể phục. Anh phó, cô người hầu này đúng là thú vị thật.
Xin chào cô hầu nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Xin chào Tống thiếu. Còn nữa, tôi tên là Tô Thanh Khê, không phải cô hầu nhỏ, tính tình vẫn nóng như thế nhỉ? Không tồi, tôi thích. Nhưng mà cô thật sự không suy nghĩ thử làm bạn gái tôi sao? Nhưng mà đáng tiếc thật, vừa nãy nghe cô nói là cô đã kết hôn rồi. Đúng thế Tống thiếu, tôi kết hôn rồi. Nhất định là cô rất yêu chồng cô. Vài câu lại nhắc tới chồng, lão già đó, kết hôn cả năm cũng chưa từng gặp mặt. Nhưng mà, dùng ông chồng đó để né công tử bột này cũng không phải là ý tôi. Đúng thế Tống thiếu, tôi và chồng rất hạnh phúc. Cho nên tôi tạm thời không có ý định yêu đương với người đàn ông khác, cũng không định vụng trộm trong hôn nhân. Chúc cô hạnh phúc. Chị Từ, đó không phải con trai chị sao? Mẹ, mẹ xem anh Tu kia, ban ngày ban mặt mà đem theo con tiện nhân đó bên mình, trong mắt anh ấy còn người vợ này không? Con tiện nhân này, xem tôi dạy dỗ cô thế nào. Con dâu à, yên tâm đi, mẹ chút giận giúp con. Người đâu? Gọi người hầu bên cạnh Sầm Tu tới đây cho tôi. Cứ nói lão phu nhân cần người hầu hạ. Phu nhân, bà gọi tôi có việc gì không? Ôi, cô càng ngày càng giỏi rồi đó. Bà đây còn chưa chết không thể gọi cô tới hay sao? Tôi là người hầu của phó gia, phục vụ cho phó gia là điều đương nhiên. Biết là tốt rồi, đi, đi nhặt bóng cho tôi. Được thưa lão phu nhân. Tiểu hồ ly, xem tôi thu phục cô thế nào. Phu nhân, bóng nhặt về rồi. Đau không? Lão phu nhân, tôi không hiểu ý của bà. Biết đau là tốt. Con trai tôi không phải loại người hầu hạ đẳng như cô có thể ôm lấy. Khuyên cô tốt nhất đừng ôm mộng gà vào hào môn. Nếu không, bà đây sẽ khiến cô càng khó coi hơn. Lão phu nhân bà yên tâm đi, tôi không có suy nghĩ gì với phó tổng cả. Cô tự biết thân biết phận là tốt. Khê khê, tối nay phó tổng tổ chức yến hội, cô có đi không? Nghe nói phó tổng sẽ chọn bạn nhảy trong tất cả những người phụ nữ ở đó. Tôi không đi đâu. Các cô đi đi. Được. Biết đau là tốt. Con trai tôi không phải người mà loại hạ đẳng như cô có thể tơ tưởng. Khuyên cô tốt nhất đừng ôm mộng gà vào hào môn. Nếu không thì bà đây sẽ khiến cô khó coi hơn. Bây giờ tốt nhất là cách xa phó tổng một chút. Hiện tại chuyện gấp nhất là lấy được số tiền thưởng đó. Như vậy là có thể lo bớt tiền thuốc cho bà nội rồi. Cố lên. Ai thế, tôi đã nói là tôi không đi rồi. Tôi đã nói mấy lần là không đi rồi. Trách việc tới lúc đó thấy phó tổng. Phó tổng, sao anh lại tới đây? Nghe Ngô quản gia nói, cô không được thoải mái cho lắm. Không sao, bây giờ tôi tốt hơn nhiều rồi. Cô bị thương rồi. Không sao, lúc làm việc không cẩn thận bị thương ấy mà, tôi đã bôi thuốc rồi. Nào, phó tổng anh đừng như thế, anh mau thả tôi xuống. Còn nói không sao. Anh đừng như thế, mau thả tôi xuống. Lẽ nào cô chưa từng thấy bác sĩ nam khám bệnh cho bác sĩ nữ sao? Phó tổng cái này làm sao mà giống được. Anh là ông chủ, tôi là người hầu, làm gì có chuyện ông chủ chăm sóc cho người hầu chứ. Xin lỗi, tôi không nghĩ được nhiều như thế. Nhưng mà cô vẫn đi được chứ? Tôi chỉ là bị thương nhẹ thôi, cũng không phải gãy chân, tôi có thể đi được. Cô sợ tôi như thế sao? Phó tổng, tôi không sợ anh. Tôi sợ chồng tôi ăn dấm. Cũng có lúc, người chồng đó cũng có tác dụng. Tránh việc tới lúc đó có suy nghĩ không nên có với mình. Cô yên tâm, tôi không có bất cứ hứng thú ngoài công việc với cô. Phó tổng, anh cũng yên tâm, tôi cũng chỉ là người hầu đắc lực nhất của anh. Tôi đi gọi bác sĩ.
mấy ngày này cô không cần đi làm, tránh người khác lại suy nghĩ phó tổng tôi ngược đãi người hầu. Là phó tổng. Điều tra rõ chưa? Đã điều tra rõ rồi. Buổi chiều hôm nay, Tô Thanh Khê vẫn luôn ở chỗ lão phu nhân còn có thiếu phu nhân đánh gôn. Vết thương cũng là lúc đó. Đi nói cho lão phu nhân, bảo bà ấy đừng có quá đáng. Nếu không thì tôi chỉ có thể đưa bà ấy ra nước ngoài để dưỡng tâm. Rõ. Phó tổng, anh bảo vệ trợ lý Tô như thế, lẽ nào anh có ý với cô ấy? Nếu như người khác bắt nạt anh như thế, tôi cũng sẽ không tha cho bọn họ. Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Suy cho cùng phó tổng cũng nổi tiếng là người bênh vực. Bà nội, bà tỉnh rồi. Tốt quá rồi, sức khỏe bà sao rồi? Tiểu Khê à, có phải là bà đã ngủ rất lâu không? Khoảng thời gian nằm viện này, vất vả cho cháu rồi. Bà nội, cháu không vất vả, chỉ cần bà khỏe thì cháu làm gì cũng được. Ba mẹ nói cháu gả rồi sao? Người đàn ông đó là ai thế? Có tốt không? Cháu gái. Nếu như mà bà biết, ba mẹ gả mình cho một lão già thì nhất định sẽ chết khiếp. Không được, mình sẽ không để bà nội biết được chân tướng đâu. Bà nội bà yên tâm, người con gả rất tốt, cháu rể của bà đối xử rất tốt với con. Vẫn là không yên tâm. Bao giờ thì con đưa cháu rể bà tới đây, để bà gặp nó một chút. Chết rồi, nếu như để lão già đó biết mình gặp bà nội, vậy thì không phải lộ tẩy rồi sao? Bà nội, con còn có việc, con không nói chuyện với bà nữa, đợi mấy ngày nữa hết bận con sẽ tới thăm bà. Tiện nhân. Chị. Chị làm cái gì? Sao tôi lại đánh cô? Không phải trong lòng cô rõ hay sao? Từ khi cô ở bên cạnh phó tổng, đã 3 ngày anh ấy chưa tới gặp tôi rồi. Cô phá hoại tình cảm giữa vợ chồng tôi. Cô đáng chết. Em không có. Tôi lười nghe cô giải thích. Nếu như cô đã nói cô không phá hoại tình cảm giữa chúng tôi, vậy tôi sẽ cho cô cơ hội chứng minh. Ngày sau, phó gia sẽ tổ chức yến hội ở trang viên. Tôi muốn cô lên sân khấu biểu diễn thay tôi một khúc cướp lấy trái tim phó tổng. Hóa ra thiếu phu nhân lại chính là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc. Hôm nay thiếu phu nhân đẹp thật đấy. Phó tổng nhìn thấy chắc chắn sẽ càng yêu cô ấy hơn. Tối nay, tôi nhất định phải có được phó tổng. Tôi khó khăn lắm mới tìm được cơ hội quay lại bên cạnh anh ấy. Tôi tuyệt đối sẽ không để cô cướp được trái tim của anh ấy. Bất luận cô có là ai đi nữa, vị trí thiếu phu nhân chỉ có thể là của tôi mà thôi. Những ngày tháng phải diễn thay Tommy, không biết còn kéo dài đến bao giờ mới có thể kết thúc. Cố gắng lên. Chỉ cần có tiền chữa bệnh cho bà thì mình sẽ có thể rời khỏi Bắc Thành này rồi. Chúc mừng anh phó, hôm nay chị dâu sẽ diễn cho anh xem. Người đàn ông nào kết hôn chẳng thích điều này chứ đúng không? Không giống như tôi, cô đơn hiu quạnh. Nếu như anh có thể cho tôi cô người làm xinh đẹp của anh, thì tôi sẽ không còn cô đơn nữa. Cậu muốn chết sao? Anh là ông chủ, sao đến chuyện tình cảm riêng của cấp dưới cũng can thiệp vào là sao? Thôi được rồi, không nói nữa. Nhưng mà sao tôi không thấy cô người hầu đó đâu rồi? Ngô quản gia, Tô Thanh Khê cô ấy đâu rồi? Dạ chắc là đang ở trong phòng. Đừng nói là lại bị ai bắt nạt, trốn vào trong góc phòng khóc một mình rồi nhé. Sầm Tu, cô người hầu đó của anh mới không thấy có một phút, cô ta không mất tích được đâu. Vợ của anh sắp diễn rồi, lẽ nào anh lại định bỏ vợ, đi tìm người con gái khác hay sao? Cậu nghĩ nhiều rồi. Ngô quản gia, anh đi gọi Tô Thanh Khê đến đây. Tôi trả lương cho cô ta hàng tháng, không phải là để cô ta trong buổi tiệc này đi trốn ở một góc. Dạ. Xin chào các vị khách quý. Ngày hôm nay đến với buổi tiệc của chúng ta, không chỉ là cô Tô một ca sĩ nổi tiếng cả nước, mà cô ấy còn là vợ của phó tổng. Xin hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cô ấy. Sao vẫn chưa ra vậy? Không lẽ đến muộn sao? Chúng ta cứ chờ thêm chút nữa đi. Có đợi nữa, đợi mãi thì cô ta cũng không ra đâu.
Cô là ai vậy mở cửa ra? Muốn có được phó tổng sao? Cô cứ ở trong đó cả đêm nay đi. Mở cửa ra, có ai không? Không thể nào, Tommy cô ta không thể nào xuất hiện ở đây được. Cô ta không phải bị mình nhốt ở phòng trang điểm rồi sao? Phó tổng, người trên sân khấu tuyệt đối không phải là Tommy. Cái gì? Không phải là Tommy sao? Lẽ nào lúc ở sân vườn, mình đã nhận nhầm người sao? Cô gái này lẽ nào là mới là người vợ thật sự của mình? Anh làm gì vậy chồng? Anh làm em đau đấy. Sao lại là cô? Không phải là em thì là ai chứ? May mà mình thoát được ra kịp thời. Nếu không đã bị bại lộ là con khốn Tô Thanh Khê diễn thay mình rồi. Mau đứng lên cho tôi. Chồng à, em biết là anh nôn nóng muốn tìm em. Nhưng mà anh cũng đâu cần nôn nóng đến vậy chứ. Đợi khi em diễn xong, em sẽ có thời gian bên cạnh anh mà. Tôi không cần. Cô cứ tiếp tục diễn đi. Phó tổng, anh tìm tôi sao? Hôm nay cô trang điểm sao? Chết rồi, vừa nãy vội quá, quên mất không tẩy trang rồi. Phó tổng, tôi cũng là phụ nữ. Việc thích trang điểm cũng là chuyện bình thường mà. Xin lỗi, tôi không có ý gì khác đâu. Chỉ là bình thường thấy cô không trang điểm. Hôm nay cô trang điểm vào, trông cô rất xinh đẹp. Phó tổng, anh đúng là ông chủ tốt của tôi. Ngoài anh ra chẳng có ai khen tôi xinh đẹp cả. Không phải còn có chồng cô sao? Sao có thể chứ? Mình và lão già đó còn chưa từng gặp mặt nhau lần nào kia mà. Để tôi đưa cô một đoạn. Cảm ơn phó tổng, thật sự là không cần phải vậy đâu, có người đến đón tôi rồi. Thanh Khê. Đó là chồng cô ấy sao? Lái xe đi. Chuyện ly hôn chuẩn bị đến đâu rồi? Phó tổng, anh vẫn muốn ly hôn với phu nhân sao? 3 triệu tệ. Gửi ngay cho cô ta đi. 3 ngày sau tôi muốn nhìn thấy đơn ly hôn có chữ ký của cô ấy. Làm phiền anh rồi bác sĩ Hà. Sao vậy còn phiền anh đến đón? Có gì đâu mà phiền, chúng ta không phải là bạn sao? Sau này cô muốn đi đâu cứ bảo tôi đảm bảo sẽ đưa đón cô đến nơi đến chốn. Cô Tô, chồng của cô chấp nhận cho cô 3 triệu tệ đồng ý chuyện ly hôn. Mời cô 3 giờ chiều nay đến gặp tôi ở quán cà phê để ký đơn ly hôn. Ly hôn với ai vậy? Ly hôn với lão già mà tôi từng bị ép cưới. Họ hẹn tôi 3 giờ chiều nay ở quán cà phê đến lý đơn ly hôn. Trời đất, lão già đó đúng là đều thật. Vẫn còn chưa đến thành phố đã đòi ly hôn với cô rồi. Không sao đâu, chỉ cần ông ta đồng ý cho tôi mượn 3 triệu tệ để làm phẫu thuật cho bà, thì ông ta có bắt tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng bằng lòng. Tốt quá rồi, có được 3 triệu tệ, tiền thuốc của bà cũng không cần phải lo nữa rồi. Thanh Khê à, cô cũng thiệt tình. Có ai không để ý đến chuyện tình cảm như cô không? Được rồi, lần này tôi đã giúp thì sẽ giúp đến cùng. Lên xe, tôi đưa cô đi đến đó.
Cô Tô đối với đơn ly hôn này còn có vấn đề gì nữa không? Không còn. Nếu như không còn thì mời cô nhanh chóng ký vào đơn ly hôn này. Ký một cách dứt khoát đến vậy. Lẽ nào cô ấy không biết chồng cô ấy là ai sao? Kệ đi. Để cô ấy ký xong mình sẽ nói cho cô ấy biết. Đến lúc đó xem cô hối hận thế nào. Tôi đã ký xong rồi luật sư Lâm, anh xem qua đi. Vậy là ok rồi, sau một tháng nữa chồng của cô sẽ cùng với cô đến cục dân chính chính thức làm thủ tục ly hôn. Phu nhân đã ký vào đơn. Sau một tháng nữa cô ấy sẽ cùng anh đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Hình như anh còn có chuyện muốn nói với tôi. Phó tổng, tôi đã gặp cô ấy hai lần. Tôi dù thế nào cũng không cảm thấy cô ấy giống với kẻ tham tiền hám của chồng à. Chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau. Anh nhất định phải bù đắp cho em. Cái nhà hàng này trung bình một món ăn có 500 tệ. Em không muốn ăn mấy món rẻ tiền như vậy đâu. Anh đưa em đi ăn nhà hàng mà món rẻ nhất phải 5.000 tệ thì mới được. Còn cần một cái túi hiệu 300.000 tệ nữa. Nếu như anh không cảm thấy cô ta là loại ham tiền, vậy thì anh cưới cô ta đi. Tôi không dám. Tôi không có phúc phần đó. Tô Thanh Khê đâu? Tiểu Tô cô ấy bị tai nạn rồi. Cái gì? Bác sĩ Hà, anh đi làm việc của anh đi. Lúc nãy kết quả kiểm tra anh cũng xem qua rồi mà. Không có vấn đề gì đâu. May mà không làm sao, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Tài xế đó cũng quá kém cỏi. Đi có một đoạn ngắn như vậy mà cũng tai nạn nữa. Sao mình cảm thấy chuyện này không đơn giản chỉ là một vụ va quẹt. Cô sao vậy? Tôi không sao. Người này thực sự là chồng của Tô Thanh Khê sao? Để mình xem thử. Chồng của cô ấy rốt cuộc là người như thế nào? Anh đang ở đâu vậy anh Tu? Mau đến đây uống rượu đi. Tôi đang ở bệnh viện. Bệnh viện sao? Có chuyện gì vậy? Chị dâu bị thương à? Không phải là chị dâu của cậu, mà là Tô Thanh Khê. Trời ơi anh ơi. Anh đừng nói là anh thích cô giúp việc đó rồi đấy nhé. Cô ấy bị thương thì có chồng cô ấy chăm sóc. Anh đến bệnh viện làm cái gì chứ? Đúng vậy. Mình chỉ là ông chủ của cô ấy thôi mà. Có tư cách gì mà quan tâm cô ấy chứ? Đây là thuốc bôi vết thương của cô. Nhớ một ngày bôi hai lần đấy. Cảm ơn bác sĩ Hà. Mắt của cô dạo này sao rồi? Còn bị chảy nước mắt khi nhìn thấy ánh sáng mạnh không? Đỡ hơn nhiều rồi. Gần đây vào ban ngày tôi thỉnh thoảng có thể mở to mắt ra nhìn được rồi. Đến tối cũng không cần phải đeo kính nữa. Cô yên tâm, chỉ cần một liệu trình chữa trị nữa thôi là cô không cần phải đeo kính nữa rồi. Đến lúc đó nhan sắc của đại mỹ nữ Thanh Khê chắc là không thể giấu được nữa rồi. Mấy năm nay đều là anh chăm sóc chữa trị cho mắt của tôi. Tôi không biết nên cảm ơn anh thế nào nữa. Không cần cảm ơn tôi đâu. Đổi lại tháng sau là sinh nhật của tôi. Cô làm bạn gái của tôi một ngày có được không? Yên tâm đi, chỉ là bạn gái thôi. Tôi sẽ không làm gì vượt quá giới hạn đâu. Có được không? Được. Này cô, ông chủ của cô ở quán bar uống say bí tỉ rồi. Cô mau đến đây đưa anh ấy về đi. Phó tổng, dậy uống rượu đi. Dậy uống rượu đi nào phó tổng. Phó tổng, Tiểu Tô. Cuối cùng cô cũng đến rồi. Cô mau đưa phó tổng của cô về đi. Đúng là đã non còn học đòi uống rượu. Anh dám nói xấu anh ấy khi anh ấy không tỉnh táo sao? Đợi đến lúc anh ấy tỉnh táo anh có dám nói anh ấy non không? Tống Xuyên, lần này cậu gặp phải đối thủ xứng tầm rồi. Đối thủ gì đâu chứ? Người ta còn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Trong mắt của người ta, trong tim của người ta, chỉ có phó tổng mà thôi. Phó tổng, anh đi được không vậy? Xem ra không được rồi. Này Tiểu Tô, tôi hỏi cô, thực sự trong lòng của cô không có chút rung động nào với tôi sao? Không có. Vậy với phó tổng thì sao? Đừng nói là tôi không giúp cô, anh của tôi đã ly hôn với vợ rồi. Đó là chuyện riêng của ông chủ, không liên quan gì đến tôi cả.
Tôi chỉ là có lòng nhắc nhở cô, nếu muốn trở thành thiếu phu nhân, thì hãy nắm bắt cơ hội này. Tống thiếu gia, Mạnh thiếu gia, tôi xin phép về trước. Tạm biệt. Thì ra phó tổng anh ấy đã ly hôn rồi. Không ngờ một người đàn ông đẹp trai này lại có cô gái lỡ lòng bỏ rơi. Là cô? Dạ là tôi, phó tổng. Anh uống say nên tôi đưa anh về nghỉ ngơi. Phó tổng, đây là canh giải rượu mà tôi vừa mới nấu. Anh uống một chút đi. Phó tổng là muốn mình đút cho anh ấy sao? Mà thôi kệ đi vậy. Anh ấy vừa mới thất tình, mình chăm sóc anh ấy một chút cũng được. Cảm ơn cô không cần phải chăm sóc cho tôi đâu, cô đi nghỉ ngơi đi. Dạ phó tổng. Cũng sắp đến Giáng sinh rồi, có lẽ phó tổng sẽ tổ chức một buổi tiệc Giáng sinh, mình cũng nên đi chuẩn bị đồ trước cho anh ấy. Các người làm cái gì vậy, cứu tôi với. Các người là ai, bắt tôi tới đây làm gì? Các người bắt cóc tôi có thể báo cảnh sát đó. Chị, tại sao chứ? Tôi thích thì tôi đánh cô. Còn cần lý do gì sao? Con tiện nhân như cô còn sống thì đáng đánh. Tai nạn cũng là kế hoạch của chị sao? Cô có chứng cứ gì không? Chị, tôi không muốn ở chỗ này. Chị đừng có mà giận hờn vô cớ. Tôi còn phải làm việc. Nếu như đây chỉ là màn kịch chị muốn bắt nạt tôi, vậy thì xin lỗi, tôi phải đi rồi. Quay về, cô còn muốn quay về tiếp tục quyến rũ phó Sầm Tu sao? Cô nằm mơ đi. Tốt phát hiện cô đã ly hôn với lão già đó rồi. Nếu như đã ly hôn thì không cần phải sống tiếp ở Bắc Thành nữa. Trong thẻ này có 10 vạn. Cầm tấm thẻ này cút khỏi Bắc Thành cho tôi. Đừng có lượn lờ trước mặt phó Sầm Tu. Nghe hiểu không? Tôi không thể đồng ý với chị. Tô Mị, từ nhỏ tới lớn, tôi vẫn luôn không dám ngỗ ngược với chị. Tôi cứ làm ngơ như thế mà sống 20 năm. Tôi mệt rồi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không đáp ứng bất cứ yêu cầu vô lý nào của chị. Cũng sẽ không rời khỏi Bắc Thành, càng không diễn xuất để giúp chị giành giải. Cô, Tô Mị, tôi nói được làm được. Phó tổng, tốt xấu gì chúng ta cũng là vợ chồng. Cho dù có ly hôn, thế thì cũng phải giữ thể diện chia ly mới được. Cô muốn như thế nào? Tôi muốn tổ chức một yến tiệc ở nhà. Gọi anh em của anh cùng tới. Như thế, anh có thể nói với bọn họ chuyện chúng ta ly hôn, có được không? Tùy cô. Nhưng tôi cảnh cáo cô, đừng giở trò không cần thiết. Người đâu, tiễn khách. Nào, cạn ly, cạn ly, cạn ly, chỉ ngồi không uống rượu cũng nhàm chán lắm, không bằng chúng ta chơi trò mạo hiểm hay nói thật đi. Được thôi, tôi đồng ý, nhưng mà hình như 4 người chúng ta không đủ sĩ số. Tiểu Tô, đừng bận nữa, mau tới đây chơi đi. Tôi không biết chơi, tôi sợ phá hỏng hứng thú của mọi người, hay là tìm người khác đi, đừng mà người hầu nhỏ, chơi ván đi, nếu như cô không biết, thì bảo phó tổng nhà cô dạy. Ngồi xuống. Thế này mới đúng chứ. Được, bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Quy tắc trò chơi chính là tôi xoay chiếc bình này, đầu bình chỉ vào ai thì người đó phải chọn nói thật hay mạo hiểm.
Nếu như hai cái đều không chọn thì phạt uống rượu. Sau khi nghe hiểu quy tắc trò chơi thì bắt đầu thôi. Được lắm. Cô hầu nhỏ mở bát à. Nếu như là tiểu tô thì trực tiếp chọn đại mạo hiểm đi. Cô cứ trao nụ hôn nóng bỏng cho một người đàn ông ở đây 10 phút đi. Thế nào? Tôi uống rượu thì hơn. Này. Để tôi. Tô Thanh Khê. Đợi lát nữa, thuốc phát tác rồi. Người đàn ông tôi chuẩn bị cho cô sẽ khiến cô sống không nổi mà chết cũng không xong. Tới lúc đó, để Phó Sầm Tu xem cô là loại đàn bà như thế nào. Được, vậy chúng ta tiếp tục chơi. Vãi. Tiểu Tô, lại là cô rồi. Vậy lần đại mạo hiểm này cô không thể uống rượu nữa rồi. Tô tiểu thư tôi. Tiểu Tô, cô đã uống nhiều như thế rồi. Tôi cũng không làm khó cô. Thế này đi, cô đi tới căn phòng trên tầng 2 lấy một món đồ bất kỳ là được. Tiểu Tô, không phải cô không chơi nổi đó chứ. Đừng có phá hỏng niềm vui của mọi người. Được, tôi đi lấy. Mình sao thế này? Đầu mình chóng mặt quá. Hình như là căn phòng này. Mình chỉ cần lấy chút đồ là ra được rồi. Trời! Có chuyện gì thế này? Nóng quá. Mình khó chịu quá. Này! Là Tô Mị. Tô Mị hạ thuốc mình. Không được, mình phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Anh thả tôi ra. Anh thả tôi ra. Tô Thanh Khê là tôi. Phó Tổng. Sao lại là anh? Ấy, sao Tiểu Tô lại đi lâu như thế? Để tôi đi xem. Không cần. Tôi đi. Ấy anh Phó. Em cũng đi. Tô Tiểu Thư đừng đi nữa. Mọi người đều đi hết thì làm gì có hứng uống rượu. Nào nào nào, uống đi, uống đi. Tôi thấy cô lâu như thế mà chưa xuống, cho nên tới đây xem. Tôi bị hạ thuốc rồi. Đây vốn dĩ là phòng của Tống Xuyên. Nếu như mình không tới, người tới là Tống Xuyên. Đáng chết. Phó Tổng. Để tôi một mình ở đây là được. Tô Thanh Khê. Bây giờ tới đi bộ mà cô còn không vững, làm sao mà tôi để cô ở đây một mình được. Phó Tổng tôi. Tôi khó chịu quá. Tô Thanh Khê, cô tỉnh táo lại đi. Ngẩng đầu lên nhìn tôi, còn nhận ra tôi là ai không? Anh là Phó. Phó Sầm Tu. Mình đang làm cái gì? Tô Thanh Khê chỉ là đang bị hạ thuốc. Nhưng bây giờ mình lại nhân lúc người khác gặp nạn. Rõ ràng mình biết Tô Thanh Khê đã có chồng rồi. Bác sĩ Trần, mau tới biệt thự một chuyến.
Cô tỉnh rồi. Anh là ai? Tôi là bác sĩ riêng của phó tổng. Tối qua là tôi phụ trách giải thuốc cho cô đó. Tối qua tôi bị Tô Mị hạ thuốc. Không phải tôi nói là, nếu như cô muốn chơi trò tình ái với phó tổng, cũng không phải chơi lớn như thế, suýt nữa thì dằn vặt bản thân tới chết rồi. Không, tôi và phó tổng không phải quan hệ đó đâu, tôi bị hạ thuốc đó. À đúng. Tôi tin. Bây giờ tổng tài bá đạo cũng biết chơi thật. Bỏ đi. Tôi đây nửa đêm rồi còn bị phó tổng gọi tới làm việc. Tôi chỉ có thể làm dịu đi tính chất của thuốc thôi. Một tháng này, cô nhất định phải tĩnh dưỡng đó. Được, tôi biết rồi. Cuối cùng cũng đợi tới ngày ly hôn với lão già đó rồi. Cô lên, đợi khi tích đủ tiền, ly hôn xong, mình có thể đưa bà nội rời khỏi Bắc Thành rồi. Phó tổng, cà phê của anh đây. Phó tổng, hôm nay tôi có thể xin nghỉ một buổi không? Chuyện gì mà vui thế? Cũng không thể nói là chuyện ly hôn với lão già đó được. Là chuyện liên quan tới chồng tôi. À. Đi đi. Cảm ơn phó tổng. Ra ngoài với chồng vui thế sao? Mình chỉ là ông chủ của cô ấy, sao phải để ý những thứ này chứ? Lẽ nào mình thực sự có ý gì với cô ấy sao? Phó tổng, chiều nay vợ tôi tới cục dân chính. Anh xem, bao giờ anh rảnh tới đây lãnh giấy ly hôn? Biết rồi. Tô tiểu thư lại gặp nhau rồi. Sao lại là anh? Phó tiên sinh rất bận, cho nên do tôi tới làm thay anh ấy. Công việc bận, có quỷ mới tin, một lão già nằm liệt trên giường thì làm việc gì cơ chứ? Cuộc hôn nhân này đúng là giả. Lão già đó thế mà đến cả ly hôn cũng không lộ diện. Được thôi. Vậy chúng ta mau vào thôi. Được. Tôi cứ cảm thấy cô rất vui vẻ khi ly hôn với phó tổng. Có sao? Sợ rằng cô còn không biết phó tổng là ai, cô nhất định sẽ hối hận đó. Không đâu, tôi ly hôn với lão già đó thì hối hận gì chứ? Thì người khác đều nói già thì tốt. Già có bảo hiểm, già thì bớt chuyện, già đi rồi còn tìm được. Nhưng mà tôi thấy, một cuộc hôn nhân hạnh phúc cần sự nỗ lực của cả hai phía. Như cuộc hôn nhân kết hôn cả năm cũng không thấy mặt chồng. Anh cảm thấy có cần thiết phải tiếp tục không? Đợi đã. Lão già. Cô nói phó tổng là lão già sao? Lẽ nào không phải sao? 80 tuổi không phải lão già, lẽ nào là người có tuổi sao? Cô là người đầu tiên tôi gặp nói phó tổng là lão già đó. Người phụ nữ này đúng là thú vị. Phó tổng nhà cô ấy mới 30 tuổi đầu, sao lại tính là lão già được? Cho dù thế nào cũng là vợ chồng. Tôi chúng ông ta sau khi ly hôn tìm được người càng tốt hơn. Sao thế, Tô tiểu thư? Ba mẹ cô đang gây chuyện ở bệnh viện Bắc Thành, xin cô hãy mau tới bệnh viện xử lý. Cái gì? Được, tôi biết rồi, tôi tới ngay đây. Luật sư Lâm, xin hãy đợi tôi một tiếng, ba mẹ tôi đang làm loạn ở bệnh viện, tôi phải đi xử lý đã. Này, người phụ nữ này sao lần nào cũng dùng chiêu hệt nhau, lần trước thì là bà nội bệnh nặng, lần này thì ba mẹ làm loạn. Không phải cô ta căn bản không muốn ly hôn đó chứ? Phó tổng, hay là chúng ta đổi ngày ly hôn đi. Cậu nói cái gì? Người phụ nữ này lại mượn cớ không ly hôn. Cô ta không muốn ly hôn. Không lẽ cậu hết cách rồi? Từ trước tới giờ phó thị không nuôi phế vật. Được thôi phó tổng, bây giờ tôi đi làm. Bỏ đi, tôi tự mình tới bệnh viện tìm cô ta. Tôi muốn xem người phụ này rốt cuộc còn tìm cớ gì nữa. Bà già đáng chết, mau nói đi. Bà giấu tiền ở đâu rồi? Mẹ. Con là con trai mẹ. Mẹ không đưa tiền cho con thì còn cho ai đây? Tôi không có tiền, một đồng cũng không có. Các người đi hỏi bọn họ đi. Tôi không tin. Nhất định là bà già này giấu tiền đi rồi. Lật bà ta, lục soát. Đứng dậy, làm gì hả? Không được ức hiếp bà nội.
Trời ơi, tôi nói mà, bà già này sao cứ một mực không nói, nhất định là cho con sói mắt trắng mày rồi. Mẹ, mấy năm nay bà chữa bệnh không đã tiêu mất mấy trăm vạn rồi, làm gì còn tiền nữa. Đừng gọi tôi là mẹ. Cô chỉ là một cái đồ bồi thường mà tôi ra nhặt từ cô nhi viện thôi. Cả cái nhà này chỉ có bà già kia thích cô. Mau giao thẻ ngân hàng ra đây. Mẹ, mẹ đã 80 rồi, mẹ còn lãng phí vào tiền thuốc thang làm gì? Ba, sao ba lại nói bà nội như thế? Con sói mắt trắng nhà cô, mau trả lại hết số tiền mà cô nợ tô ra đi. Trả tiền? Tôi còn trả tô ra các người cái gì? Những năm nay, các người có mua cho tôi được bộ quần áo nào sao? Cho tôi được một đồng không? Nếu như không phải bà nội nuôi tôi, các người sớm đã ném tôi ra ngoài đường rồi. Một năm trước, các người vì để bù đắp tổn thất công ty, còn gả tôi cho một ông già liệt giường, để đổi lấy xính lễ 3 tỷ, những thứ đó còn không đủ sao? Cô còn dám nói tới chuyện này? Cô đã gả đi một năm rồi mà bụng cô không có động tĩnh gì. Nếu như không phải cô không có bản lĩnh thì mới bị trả lại. Tôi không quan tâm. Nếu hôm nay không bảo bà già này giao thẻ ngân hàng ra, thì cô phải bảo phó gia đưa cho chúng tôi 3 tỷ tiền bồi thường ly hôn. Nếu không, cả đời này cô cứ ở tô gia trả tiền báo ơn đi. Đây chính là người nhà mình sao? Mình coi bọn họ như ba mẹ ruột. Nhưng mà, bọn họ chỉ xem mình như công cụ kiếm tiền. Được, bây giờ, mình sẽ không để một ai dễ dàng bắt nạt nữa. Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Cô bảo bà già này giao thẻ ngân hàng cho tôi. Hay là đích thân đi bảo phó gia bồi thường 3 tỷ đây? Dì Lữ, bà yên tâm. Bà không chỉ không lấy được thẻ ngân hàng của bà nội, càng không có 3 tỷ tiền bồi thường hôn nhân đó đâu. Cái gì? Phản rồi phải không? Cô muốn làm cái gì? Cô ra đây cho tôi. Tôi phải cho mọi người biết bộ mặt thật của con sói mắt trắng nhà cô. Tiểu Khê, Tiểu Khê, mọi người tới đây mà xem, tới mà xem. Cái đồ không có người dạy, sói mắt trắng này, tới đây mà xem, sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa. Tôi nói cho cô biết, chuyện này tôi thấy nhiều rồi. Tô gia chúng tôi nuôi cô ta 20 năm, bây giờ cô ta gả đi rồi lại lật mặt không nhận người nữa. Tôi không có. Là các người gả tôi đi để đổi lấy tiền, tôi không nợ các người. Trời ơi, cái loại không có lương tâm như cô, năm đó nếu như không phải Tô gia bọn tôi nuôi dưỡng cô, thì cô đã chết ở xó nào rồi. Con sói mắt trắng vong ân bội nghĩa. Các người ai muốn, tôi sẽ bán cho các người với giá 3.000 tệ. Bà nói cái gì? Bà điên rồi, tôi là người, không phải là đồ vật mà bà muốn bán là bán. Còn dám cứng họng sao? Xem tôi có đánh chết cô không? Bà xem bệnh viện là chỗ nào hả? Cậu, cậu là ai? Phó tổng. Cậu là ông chủ của con tiện nhân này. Chả trách được cô ta muốn ly hôn, hóa ra là câu dẫn được người đàn ông khác rồi. Bà đủ rồi, bà không có tư cách sỉ nhục phó tổng. Ui trời, hắn quả nhiên là nhân tình của cô. Tiện nhân, xem tôi đánh chết cô thế nào. Người đâu? Đưa đi. Các người làm cái gì? Các người không thể mang tôi đi. Các người không thể mang tôi đi. Phó tổng, chúng tôi sai rồi. Phó tổng. Cút. Được. Phó tổng, hôm nay phải cảm ơn anh. Người không sao là tốt rồi. Bọn họ là bố mẹ của cô à? Bây giờ thì không phải nữa rồi. Nếu như bây giờ tôi là chồng của cô, tôi sẽ cho cô một cái ôm. Đáng tiếc tôi chỉ là ông chủ của cô thôi. Phó tổng, anh là người sếp tốt nhất thế giới. Tôi đi trước đây, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi nhé. Vâng. Tôi nghe. Tô tiểu thư, rốt cuộc cô có ý gì? Luật sư Lâm, bây giờ tạm thời tôi không thể ly hôn được. Bà nội tôi vừa tỉnh lại, cho nên không thể chịu nổi kích động. Tô tiểu thư, cô lấy lý do bà bệnh nặng hay đơn giản là không nỡ từ bỏ tiền bạc của nhà họ Phó, cho nên mới viện cớ. Luật sư Lâm,
tôi có thể tự kiếm tiền. Tôi không cần tiền của người khác. Tô tiểu thư, tôi cảnh cáo cô. Cô nhất định phải ly hôn. Không muốn cũng phải ly hôn. Bà nội. Tiểu Khê, con đừng giấu bà nữa. Vừa nãy bà nghe thấy rồi. Có phải con muốn ly hôn với tiểu phó? Không phải đâu bà ạ. Chỉ là hai đứa con vẫn chưa thân thiết thôi. Bà nội ủng hộ con ly hôn. Dì ạ. Tiểu Khê, bà hy vọng con sẽ được hạnh phúc. Nếu như cuộc hôn nhân này không đem lại hạnh phúc cho con, thì bà cũng không muốn ép con. Bà nội. Vâng, con biết rồi ạ. Tiểu Khê này, nếu không phải vì con cứu bà thoát khỏi trận hỏa hoạn đó, thì bây giờ bà đã đi gặp ông bà rồi. Bà cảm ơn con. Đều tại bà nên mới khiến mắt con bị thương. Bây giờ khiến con phải đeo kính. Bà đau lòng quá. Bà nội, mọi chuyện đã qua rồi. Với cả bác sĩ Hà đã nói con sắp có thể tháo kính được rồi. Đến lúc đấy không có người đàn ông nào có thể thoát khỏi mị lực của cháu gái bà đâu. Đứa bé này lại chọc bà vui rồi. Tiểu Khê à. Đẹp quá. Thanh Khê, bây giờ cô hồi phục rất tốt. Chỉ cần thêm một đợt thuốc nữa, về cơ bản cô có thể tháo kính xuống rồi. Bây giờ tự dưng tháo kính ra, tôi có chút không quen. Cô đừng quên chuyện cô đã đồng ý với tôi đấy. 3 ngày nữa là sinh nhật tôi, cô đã đồng ý sẽ làm bạn đồng hành đi tham dự tiệc cùng tôi rồi. Bác sĩ Hà sinh nhật vui vẻ, cảm ơn nhé. Chúc mừng sinh nhật Hà Thiếu. Cảm ơn nhé, chúc mừng sinh nhật. Tôi lo quá. Sao anh chưa từng nói với tôi mình là thiếu gia nhà giàu? Không phải giờ cô biết rồi à? Những người ở đây không giàu có thì cũng có quyền có thế. Tôi không dám nói chuyện với bọn họ. Như này đi, nếu như cô cảm thấy không thoải mái thì ngồi đợi tôi ở ghế sofa kia nhé. Tôi nói chuyện xong sẽ quay lại tìm cô. Được. Này, ai cho cô ngồi đây? Đây là ghế của tôi. Sao Tần Vãn Vãn lại ở đây? Nhưng mà có vẻ cô ấy không nhận ra mình. Tại sao tôi không thể ngồi? Trên ghế có ghi tên cô ạ. Có biết Vãn Vãn là ai không? Dám chọc giận đại tiểu thư Tần gia, cô cứ chờ bị đuổi ra khỏi đây đi. Nhìn bộ quần áo rẻ tiền của cô ta này, không biết đã đào mỏ được ông nào rồi. Tôi đã gặp nhiều người phụ nữ không biết xấu hổ như cô rồi. Cô là cái thá gì mà cũng xứng ngồi cùng chỗ với Tần Vãn Vãn tôi chứ? Tần tiểu thư, lẽ nào bố mẹ cô không dạy cô cách tôn trọng người khác sao? Hay là sổ hộ khẩu nhà cô chỉ có một mình tên cô thôi? Vãn Vãn, con tiện nhân này, chủ gia đình cậu chết hết. Cái gì? Tao đánh chết mày. Không phải chứ, sao lại trùng hợp thế? Sao có thể gặp được phó tổng ở đây chứ? Cô không sao chứ? Còn không đi, đợi tôi gọi bảo vệ đến hót mấy người ra khỏi đây à? Cảm ơn phó tổng. Tiểu thư Tiểu Tây, tính thêm cả lần ở quán bar thì đây là lần thứ 2 tôi giúp cô. Cô chỉ nói cảm ơn thôi sao? Không ngờ phó tổng vẫn nhớ tên giả của mình. Không hổ là sếp của mình, trí nhớ tốt thật. Anh không biết có một câu nói như này sao? Làm việc tốt mà không để lại tên. Em yêu. Em yêu? Sao thế? Xảy ra chuyện gì ạ? Cái gì? Anh ấy gọi mình là em yêu. Bỏ đi. Mình đã đồng ý đóng giả làm bạn gái bác sĩ Hà rồi. Em không sao. Không sao là tốt rồi. Người này là... Đây là phó tiên sinh, là bạn của em. Phó tiên sinh, đây là Hà Phi. Anh ấy là chồng chưa cưới. Cảm ơn anh. Hóa ra cô sắp kết hôn rồi.
lúc trước vội quá nên tôi chưa kịp giới thiệu bản thân. Đúng vậy Phó Tổng. Anh đừng để tâm nhé, trước giờ vợ chưa cưới của tôi là người sống nội tâm hay ngại, cho nên cô ấy không biết cách nói chuyện. Được quen biết với Tiểu Tây tiểu thư là duyên phận, lần này đến đây tôi cũng chưa kịp chuẩn bị gì, chỉ có món quà này, chúc hai người hạnh phúc. Đây là Vĩnh Hằng Chi Tâm mà. Đây không phải là quà anh tặng vợ sao? Sao cô lại biết đây là quà mà tôi tặng vợ mình? Chết rồi, mình lỡ nói ra rồi. Phó tiên sinh, trong giới thượng lưu có ai mà không biết anh yêu vợ mình hơn mạng. Chuyện anh vừa về nước đã mua cho vợ sợi dây chuyền trị giá 30 triệu tệ, đã trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng. Câu chuyện được mọi người ca tụng. Hóa ra là như vậy. Phó tổng, sợi dây chuyền này quá đắt, tôi không thể nhận được. Tôi giữ sợi dây chuyền này lại cũng chả tác dụng gì. Nếu như tiểu thư Tiểu Tây không thích thì có thể tùy ý xử lý. Tốt xấu gì cũng trị giá 30 triệu tệ. Chúng ta cảm ơn Phó Tổng đi. Hai người họ ân ái thật đấy. Hà tiên sinh, tôi còn có việc nên xin cáo từ trước. Đây là Phó Tổng của cô sao? Vẫn thường hay nghe cô nhắc đến anh ta, không ngờ anh ta đẹp trai ra phết. Đúng vậy, sếp phó của chúng tôi không chỉ đẹp trai mà năng lực làm việc cũng xuất sắc, tính cách cũng tốt. Không lẽ cô cũng thích anh ta? Sao có thể chứ? Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Người đàn ông tốt như anh ấy sao có thể nhìn chúng người sắp ly hôn như mình được chứ? Tiểu Tô, cuối cùng cô cũng về rồi. Cô không biết cô xin nghỉ có mấy ngày thôi mà tâm trạng của Phó Tổng kinh khủng cỡ nào đâu. Không phải cô nói mắt đã khỏi rồi nên không cần đeo kính nữa sao? Sao vẫn còn đeo thế? Tôi đã quen đeo kính rồi. Nếu như không đeo thì cảm thấy trên mặt trống rỗng như thiếu thứ gì đó. Nghe nói dưới lớp kính đó là một khuôn mặt bị biến dạng. Có lẽ cô ấy cũng không muốn để người ta biết được. Không nói chuyện này nữa, cô quay lại làm việc thì tốt quá rồi. Buổi họp hàng năm lần này của Phó Thị sẽ được tổ chức ở biệt thự Phó Gia. Tôi bận chết mất. Mà ngày nào Phó Tổng cũng tối sầm mặt lại, không có ngày nào thấy anh ấy vui. Sợ chết mất. Chỉ bằng bây giờ, cô lên trấn an anh ấy đi. Đúng rồi, tôi không được đâu. Mau bê vào đi. Nhanh lên. Phó Tổng, đây là cà phê của anh. Buổi họp hàng năm của Phó Thị sẽ được tổ chức vào cuối tháng. Lần này sẽ giao hết tất cả kế hoạch cho cô. Hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng. Vâng ạ. Nếu như làm tốt thì năm sau cô có thể không cần làm người giúp việc nữa. Lên làm thư ký cho tôi. Tôi biết rồi ạ, Phó Tổng. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Này này, để ra đây. Cẩn thận, đừng làm vỡ đấy. Đặt bên kia đi. Chuyển sang bên này một chút đi. Được rồi, đây là vị trí trung tâm. Cẩn thận đừng để nó rơi xuống nhé. Chỗ đấy phải sắp xếp ngăn nắp vào. Cuối cùng cũng trang trí xong rồi. Nhất định bữa tiệc lần này sẽ không khiến Phó Tổng thất vọng. Sợi dây chuyền dành tặng bà chủ, mình nên trả lại cho Phó Tổng. Tiểu Tô, đĩa đâu rồi? Nhanh lên, sắp không kịp rồi. Đến đây. Đây không phải là quà mà Phó Tổng tặng cho Hà Phi sao? Sao cô ta lại có được nó? Tiếp sau đây xin mời nhân viên xuất sắc nhất năm 2023, tiểu thư Tô Thanh Khê lên sân khấu nhận giải. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón Phó Tổng Phó Sầm Tu lên trao giải cho nhân viên xuất sắc nhất. Đợi một chút. Tôi muốn tố cáo Tô Thanh Khê lấy trộm đồ. Tần Vãn Vãn, cô đang nói gì vậy? Tô Thanh Khê, cô vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Nếu như mọi người vẫn không tin có thể lấy túi sách của cô ta ra xem. Sợi dây chuyền Vĩnh Hằng Chi Tâm đang nằm trong túi cô ta. Tôi thấy Tô Thanh Khê không giống loại người đó. Ai mà biết được, biết mặt chứ đâu biết lòng. Tô Thanh Khê, cô nói cô không ăn trộm. Vậy cô có sợ tôi lấy thứ trong cái túi này ra cho mọi người cùng xem không? Cô cứ lấy ra đi,
cây ngay không sợ chết đứng. Cô đúng là tự tìm đường chết mà. Đây là gì? Mọi người nhìn xem. Đây chính là Vĩnh Hằng Chi Tâm. Đây là dây chuyền mà Phó Tổng tặng cho vợ mình. Tại sao nó lại ở chỗ cô? Hay là cô nghĩ là chúng tôi đều là con ngốc, cho nên mới tin một người hầu hạ tiện như cô có thể mua được dây chuyền trị giá 30 triệu tệ? Phó Tổng tin tưởng cô ta như vậy, kết quả cô ta lại là một đứa ăn trộm tay máy tay chân. Tô Thanh Khê, cô có còn gì để giải thích không? Đúng là tôi không thể mua nổi. Cũng không mua sợi dây chuyền đó. Bởi vì sợi dây chuyền đó là do Phó Tổng tặng cho tôi. Tô Thanh Khê, cô đang nói gì vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao? Phó Tổng, đây là sự thật, là anh đã tặng cho tôi Vĩnh Hằng Chi Tâm. Xin anh hãy tin tôi. Tô Thanh Khê, tôi chưa từng tặng cô sợi dây chuyền này. Đừng gây chuyện nữa. Nếu bây giờ cô thừa nhận thì tôi có thể giúp cô giải quyết chuyện này. Cô có biết tôi ghét nhất là loại người ăn cắp ăn trộm. Mọi người nghe rõ rồi chứ? Phó Tổng nói anh ấy chưa từng tặng Tô Thanh Khê sợi dây chuyền nào cả. Cô ta đã ăn cắp sợi dây chuyền Vĩnh Hằng Chi Tâm này. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô ta có thể làm vậy được chứ? Tôi nghĩ anh nên đuổi cô ta ra khỏi đây. Đúng vậy, đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài, đuổi cô ta ra ngoài đi. Nếu như tôi có thể chứng minh, nếu như cô có thể chứng minh thì tôi sẽ quỳ xuống dập đầu tạ tội với cô. Được. Tô Thanh Khê, cô đừng gây chuyện nữa. Nếu như cô thích sợi dây chuyền này, tôi có thể mua tặng cô. Phó Tổng, anh tặng tôi sợi dây chuyền này là đủ rồi. Tôi không ăn trộm. Sợi dây chuyền này là Phó Tổng tặng cho vợ chưa cưới Tiểu Tây của bác sĩ Hà. Mà tôi chính là Tiểu Tây. Cái gì? Cô là Tiểu Tây? Trời ơi, chuyện gì vậy, cô ấy đẹp quá. Thật hay giả vậy? Cái gì, bất ngờ thật đấy. Cô là vợ chưa cưới của Hà Phi. Sao có thể? Không phải cô vừa xấu vừa mù à? Ai nói với cô tôi vừa xấu vừa mù vậy? Mắt tôi khi nhìn thấy ánh sáng mạnh sẽ rơi nước mắt, cho nên tôi mới phải đeo kính vào. Còn cô có một đôi mắt mạnh khỏe. Lại nói tôi là kẻ trộm. Cô nói cho tôi biết là con mắt nào của cô nhìn thấy tôi ăn trộm đồ. Tôi chỉ bằng để tôi nói thay cô, là do cô đố kỵ với tôi. Vì tôi đã giành được thân phận người hầu thân cận của Phó Tổng, cho nên cô vẫn luôn hận tôi, luôn nhắm đến tôi. Lần trước cô vu khống bôi nhọ tôi mập mờ với đàn ông mà không thành công. Lần này lại vu khống tôi ăn trộm đồ. Tần Vãn Vãn, cô nghĩ pháp luật không tồn tại sao? Bôi nhọ hãm hại người khác đủ để cô ngồi tù mọt gông. Tôi không sai, tôi không phạm tội. Như này, bởi vì xảy ra một số nguyên nhân đặc biệt nên cuộc họp cuối năm nay sẽ được dừng tại đây. Tôi biết nay mọi người vẫn chơi chưa đủ, nhưng sau khi xong việc tập đoàn Phó Thị sẽ bồi thường cho mọi người. Mọi người về hết đi, giải tán đi, đi về thôi, đi thôi. Phó Tổng anh không nhận ra tôi. Cô là Tiểu Tây. Phó Tổng, trước kia là do tôi không kịp giải thích cho anh biết. Bởi vì một số lý do cá nhân nên tôi bất đắc dĩ phải giấu đi thân phận thật của mình. Phó Tổng, tôi như này có phải đã dọa sợ anh rồi không? Không đâu. Cô đẹp lắm. Cho nên Hà Phi là chồng cô thật à? Chết rồi, anh ấy nhớ ra rồi. Vừa nãy vì để chứng minh sự trong sạch nên mình đã nói Hà Phi là chồng mình. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Không.
Không có gì. Phó tổng, có phải anh cảm thấy không được khỏe? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Để tôi đưa anh về phòng. Không cần đâu. Sao tự dưng anh ấy lại tức giận chứ? Vâng, bà ơi, con biết rồi. Ngày mai con sẽ ly hôn với anh ta. Phó tổng, sao anh lại uống say rồi? Phó tổng, Tô Thanh Khê. Gần đây phó tổng đều bình tĩnh và biết tự kiềm chế, ngồi trên bàn rượu cũng không dám uống nhiều, sao lại uống say thành như này chứ? Lẽ nào là vì chuyện ly hôn với bà chủ sao? Là cô. Vâng, là tôi thưa phó tổng. Cô có lòng đến chăm sóc tôi à? Phó tổng, chăm sóc anh là công việc của tôi. Giờ anh cảm thấy khỏe hơn chưa? Có cần tôi nấu canh giải rượu cho anh không? Không cần đâu, ở đây không có chuyện của cô nữa. Cô nghỉ ngơi trước đi. Giấy kết hôn. Xem ra phó tổng đau buồn vì chuyện kết hôn. Sao lại là tên của mình? Lẽ nào người kết hôn với mình lại là phó Sầm Tu? Phó tổng có biết mình là vợ anh ấy không? Hay là anh ấy vẫn chưa biết gì? Cô còn muốn nói chuyện gì sao? Phó tổng, anh thấy vợ của mình là người như thế nào ạ? Đừng nhắc đến tên người phụ nữ ham mê tiền bạc đấy nữa. Cứ nhắc đến cô ta lại khiến tôi buồn nôn. Hóa ra anh ấy vẫn luôn xem mình là loại người đó. Tô tiểu thư, phó tổng, 3 giờ chiều nay hai người hãy đến cục dân chính để lấy giấy ly hôn. Được. Để cuộc hôn nhân sai lầm này trôi vào dĩ vãng vậy. Phó tổng, tôi thấy vợ anh rồi. Cô ấy không đeo kính, trông thật đẹp. Tô Thanh Khê, cậu nói cô ấy là ai? Vợ anh mà anh không nhận ra à? Tô Thanh Khê là vợ của tôi. Phó tổng, chả nhẽ kết hôn hơn một năm mà anh cũng không thèm mở giấy kết hôn ra xem sao? Không ngờ Tô Thanh Khê lại chính là vợ của mình, không ngờ lại là cô ấy. Vậy phó tổng còn muốn ly hôn không? Không ly hôn nữa, mau mở cửa, tôi phải xuống xe gặp vợ mình. Mở cửa. Có lẽ anh ấy đã biết cả rồi. Nếu anh đã đến rồi thì chúng ta cùng vào làm thủ tục ly hôn thôi. Anh không ly hôn nữa. Tô Thanh Khê, không ngờ vợ của tôi lại chính là em. Cái gì? Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng Tô Mị là em, cho nên mới nói em là loại con gái đào mỏ. Nếu như tôi sớm biết đối tượng kết hôn của mình là em thì tôi sẽ không ly hôn đâu. Ý anh là gì? Tô Thanh Khê, anh đã yêu em từ lâu rồi. Tô Thanh Khê, em có đồng ý đi cùng anh đến hết đời này không? Em
Em đồng ý. Tôi là Tô Thanh Khê, là người hầu của gia đình họ Phó giàu có. Công việc hàng ngày của tôi rất nhiều. Chuyện đầu tiên sau khi ngủ dậy chính là chuẩn bị bữa sáng. Chủ nhân của căn nhà này chính là chủ tịch của tập đoàn Phó thị lớn nhất Bắc Thành, cũng là người nổi tiếng mặt lạnh, Phó Sầm Tu. Nghe nói Phó Sầm Tu đã sa thải 10 người giúp việc. Bạn hỏi tôi tại sao tôi không bị sa thải? Bởi vì người giúp việc duy nhất không bị Phó Tổng sa thải chính là tôi, mà những chuyện tôi kể đều là quá khứ nửa năm trước rồi. Bây giờ người khó tính như Phó Tổng đã trở thành người chồng danh chính ngôn thuận của tôi rồi. Nay em dậy sớm thế? Còn không phải vì hôm nay em phải đi khám thai sao? Hình như em sắp sinh rồi. Tránh đường, anh ở bên em Tiểu Khê. Tiểu Khê em đừng sợ, anh sẽ vượt cạn cùng em mà. Mau tránh đường, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Tiểu Khê, người nhà không được vào. Tôi xin lỗi người nhà không được vào, xin hãy đợi ở bên ngoài. Con yên tâm, Tiểu Khê ở hiền thì sẽ gặp lành, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sinh rồi. Thanh Khê em tỉnh rồi à? Con đâu anh? Con sao rồi anh? Em yên tâm, con rất khỏe. Thanh Khê anh xin thề sau này anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em thật tốt. Anh sẽ không để hai người phải chịu bất kỳ tủi nhục nào. Được, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Bộ phim đến đây kết thúc. Hãy follow mình để đón xem những bộ phim mới hấp dẫn nhé.